dành cho cái người đồn tính, tức là tính si. Và ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm là mấy ngày nay cứ muốn nói hoài mà cứ quên không nhớ, đó là cái chữ ma du há và chu lấp du há. Chu lấp, chu lấp du há, rồi ma du há. Thì ở đây hai chữ này nó có nghĩa là mặt trận nhỏ, mặt trận lớn, hoặc là đó, mặt trận lớn, mặt trận nhỏ, hoặc là chiến trường nhỏ, hoặc là chiến trường lớn, cái chữ du hát. Nhưng mà ngài Minh Châu thì ngài lại dịch là những vấn đề, ngài dịch là những vấn đề nhỏ, vấn đề lớn. Nhưng cái chữ du hát mà tôi được biết ấy, thì chữ du hát có nghĩa là cái mặt trận hay là cái chiến trường chưa đánh nha, chưa đánh à, chỉ mới có dàn quân ra thôi. Thì cái chuyện mà cái quy mô của hai cái chiến trường đó gọi là du hát. Thì mặt trận lớn mặt trận nhỏ, mà nói tới đây tôi nhớ chuyện tào lao. Có một cặp vợ chồng trẻ mới lấy nhau thì nói tào lao thì nó cũng có cái nội dung cần thiết. Mới lấy nhau thì mới bàn như là với nhau là sẽ đi đến thăm ông bác ở trong dòng họ đó. Bây giờ vợ chồng với ông bác sống nhau mấy chục năm rất là hạnh phúc, thì hai vợ chồng trẻ này muốn đến để mà tranh thủ thời gian mà từng trăng mật á, để đến học hỏi kinh nghiệm hôn nhân của ông bác. Thì đến hỏi ông bác là chứ tụi cháu mới lấy nhau mà cũng ngại quá, tuổi trẻ thì trẻ người non dạ thì nhiều khi nông nổi bồng bột vậy đó, rồi sợ gây gỗ rồi rạn nứt đổ vỡ không có tốt, uổng đời thôi, cho nên xin bác chỉ dạy kinh nghiệm làm sao mà có thể sống với nhau được mấy chục năm mà cơm lành canh ngọt vậy đó. Thì ông bác mới nó có một cái bí quyết thôi, cái chuyện nào lớn đó, thì bác giải quyết, còn cái chuyện nào nhỏ đó, thì vợ bác giải quyết. Thì mấy đứa cháu nó hỏi chứ chuyện nào lớn chuyện nào nhỏ, thưa bác ông nói thì cái chuyện lớn hay nhỏ là do bà quyết định. Các bạn nghe, tức là chuyện lớn bác giải quyết, chuyện nhỏ là bà giải quyết, nhưng mà chuyện lớn là chuyện nhỏ đó, cái người mà quyết định lớn nhỏ là chính là bà. Nói chung quy nên là ổng là người sợ vợ, ý ông khuyên cháu nên sợ vợ là chắc ăn nhất, sợ vợ là sống lâu. Việt Nam có câu đó, gọi sợ vợ là sống lâu. Thì ở đây là mới nghe qua là tưởng câu chuyện nó chuyện tào lao, chuyện cười, nhưng thật ra nó cũng là cái nội dung của hai bài kinh này. Thì ra đó cái rắc rối ở đền thì do mình đây. À, cũng giống như hồi nãy mà ông bác ông nói là chuyện lớn thì bác giải quyết, chuyện nhỏ thì bà xã bác giải quyết, mà lớn hay nhỏ là do bà. Thì mình phải nhìn nhận rằng trong mỗi con người của mình ấy, nó có một ông thánh và có một con ma. Ông thánh thì coi chuyện gì cũng xòe xòa hết á, nhưng mà cái con ma trong mình ấy, thì nó mới thổi phồng lên chuyện này chuyện kia. Thì trong kinh gọi đó là cấp tâm na, hay là cấp trí giác, hay là quý cấp tác, là chỗ đó đó, tự con ma đó. Cho nên ai trong người cũng có một con ma và cũng có một ông thánh, cho là chỗ đó. Và nói tới cái câu đó là nhớ tay, nó có một câu cũng hay, tức là mình sống ở đời trong cái phép mà đối nhân xử thế, trong cái phép mà nhìn người để mình sống đó, thì thủy thái thanh ắt vô ngư, nước trong quá đó, nước trong quá thì không cá, mà xét quá thì không có người. Cho nên tôi lại có một câu đó là hãy nhớ rằng ông thánh nào cũng có một quá khứ. Và cái kẻ gian nào thì nó cũng có một cái tương lai. Không biết các vị có nghe cái câu này không? Ông thánh nào thì cũng có một quá khứ và cái kẻ gian ác nào á thì nó cũng có một cái tương lai. Nói như vậy có nghĩa là mình nhìn đời bằng cặp mắt, bằng một cái nhìn, bằng một cái nhận thức như vậy đó, thì mọi chuyện nó sẽ suôn thôi. Bây giờ thánh thì thánh, nó cũng có quá khứ, trời ơi. Mà cái kẻ trời ơi nào bây giờ đó, thì biết đâu nó cũng có cái tương lai là ông thánh nha. Nhờ sống thì nghĩ vậy thì cho nên là chúng tôi nhắc lại cái tựa kinh ấy, cái tựa kinh của cái bài Maha Chu Há và Chu Lấp Chu Há là mặt trận nhỏ và mặt trận lớn. Thì bây giờ sướng lắm, bà con cứ vào Google, cứ vào Google thôi, chứ mình không có phải là vì nghe kẻ nào khác. Cho nên nó trong sáu cái ân đức tam bảo, ân đức của pháp bảo nó có cái là Samdhicco, có nghĩa là cái giáo pháp của Đức Thế Tôn có nội dung là phải tự mình nhìn thấy.
Chứ cái giáo pháp của Ngài không có cái chuyện mà ông ăn mà bà no, người này tu và người kia đắc, không có. Mà sanh đến cô phải là tự mình thể nghiệm thân chứng, chứ không có phải là nhờ cái gì khác. Và cái thứ tư và cái thứ sáu đó là quê đi tập vô vinh nhu hí, tức là cái đạo giải thoát đó là chỉ có là người trí mới có thể nhận thức được. Chứ còn nếu mà đến với cái đạo mà bằng cái là cõi lòng vô minh tâm tối mù mịt hắc ám thì không có cửa nào, không có cách chi, không có cách chi mà coi như là có thể mà thấy được đạo. Cho nên cái sáu cái ân đức đặc biệt của Pháp Bảo trong đó có hai điều, một là sanh đến thí cô đó là phải tự mình chứng ngộ, và cái thứ sáu đó là Vedatappo Vinyu Hi, tức là cái đạo này chỉ do người trí mình chứng ngộ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta còn thêm một cái nữa, đó là cái đạo cái phật phật pháp mình còn có thể nhờ cậy đến internet nữa. Tức là nếu mình tự mình không thể chứng ngộ được, mà tự mình cũng không đến nỗi không phải là người trí, thì mình phải có thể nhờ Google. Cho nên Lâm Chế Lần Viên luôn còn sống mà có nói thế này: nếu ta không phải là người tài hoa thì ta có thể sử dụng tài liệu. Đó là lý do là vậy đó. Chúng ta đã học bài kinh, bài kinh chánh xuất gia cho cái người dục tính, cái bài kinh tranh luận ấy, cho cái người nộ tánh, cái bài kinh mặt trận lớn ấy, cho cái người độn tính. Đánh được cái đó nha, mặt trận lớn cho người độn tính, cái bài kinh mặt trận nhỏ đó gọi là đại chiến trường, tiểu chiến trường đó. Thì bài kinh mặt trận nhỏ là dành cho cái người đảng tính, tức là người tính tầm ấy. Rồi bài kinh tham sân si tầm tính, cái bài kinh con đường mau chóng gọi là con đường tốc hành đấy, thì dành cho cái người mộ tánh. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh Phú Ra Phê đó. Hôm nay chúng ta nghe học bài kinh Phú Ra Phê đó. Phú Ra Phê thì đã xuất tác ngài Minh Châu nghị dịch lại kinh trước khi hủy hoại. Nhưng mà trong chú giải đó thì giải thích như thế này: bài kinh này gọi là bài kinh chết, bài kinh trước khi chết, một chuyện phải làm trước khi chết. Cho nên nó tôi có thể dịch bài kinh là bài kinh tư lương, bài kinh tư lương, bài kinh tư lương, tư lương, hay là kinh kinh tử sàng, kinh tử sàng hay là kinh tư lương. Có cái chú giải thế này, cái Atthakatha nó giải thích cái chữ đó, cái chữ Pura kia đó, tức là Sari Pura Sari Đa Phê Đa Pura, giải thích cái chữ đó bu ra sa ri ra phê đa cấp tập pa, là cái chữ đó nó có nghĩa là vậy đó. Cái chữ cái bài kinh mà bu ra phê đá đó, đây giải thích như vậy, tức là bu ra sa ri ra phê đa, sa ri đó là thân xác, phê đá là tan rã, bu ra là trước, cấp tập pa là chuyện cần nó làm. Pura Sari Đa Phê Đa Cách Ta là cái chuyện cần phải làm trước khi chết. Mới tới chữ sàn tôi mới nhớ, sàn có nghĩa là giường. Tôi có tặng hai lạc đề đó, sàn đây là giường, tử sàn là giường chết. Hoặc là Tàu có một câu là cửu bệnh tiền sàn vô hiếu tử, có nghĩa là sao? Quý bạn giùm tôi giùm đi: cửu bệnh tiền sàn vô hiếu tử, tức nghĩa là mình bệnh ít ít thì còn con cháu nó thăm, chứ còn bệnh lâu quá rồi đó thì nó giọt trốn hết. Mình biết là cái kiểu mà tiêu tiểu tại chỗ, hôi hám, không tiền không bạc, chết không có để lại gì cho tụi nó đó, thì nó bỏ mình đi mất cả. Cho nên cửu bệnh tiền sàn vô hiếu tử, bệnh lâu quá rồi thì ngay cái tiền sàn đó là trước giường đó, giường bệnh đó, hoặc là giường chết, không có thằng nào nó tới lui tay ấy. Cho nên có nhiều bên Mỹ nó có nhiều trường hợp đau lòng lắm, là nổi hứng lên nó tự nhiên cái là để di chúc cho con, rồi giao nhà giao đất, thì con tưởng nó sẽ thương mình nhưng mà sai.
mình còn cầm trong tay đó thì nó còn lui tới cái kiểu mà không có cầm cái gì hết thì nó bỏ mình ngay. À, cửu 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 là lâu á, chứ không phải cửu. Cửu giống như là vĩnh cửu, trường cửu, cửu bệnh tiền sàng vô hiếu tử. Hoặc là một chữ nữa đó là ở bên Âu Mỹ đó, họ kêu cái gì đó, họ kêu cái giọng của mình đó, họ kêu bằng thằng sàng. Thằng sàng, thằng thằng là sợi dây đó, thằng sàng đây là cái giọng, cái giường mà được sử dụng bằng cách là treo dây, gọi là thằng sàng, tức là cái võng. Ok, lạc đề chút vậy thôi, bây giờ mình trở lại bài kinh. Tức là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn quan sát nhìn thấy trong thiên chúng có một nhóm thiên chúng có cùng một suy nghĩ như sau: kinh nước khô của ra sa ri đó thì ra cấp tát tăng, mình gần đi rồi, mình sắp chết rồi, mà bây giờ cái chuyện khẩn cấp mình phải làm là cái gì? Đó, mình gần đi rồi, mình gần chết rồi, cái chuyện mình phải làm là cái gì? Các vị có biết một cái chuyện đó là ở cõi người mình ấy, mình đang thân nhân loại thì thôi, bệnh hoạn rồi sanh ly tử biệt rồi mất mát đủ thứ thì mà mình còn không thèm tu. Còn ở trên cõi trời mình đã sống mấy chục triệu năm mà nó coi như muốn là được đi mây về gió, lúc nào cũng sống trong một cái cảm giác mát lạnh và thơm ngát, cái gì nghe cái gì nhìn nó cũng là xuất sắc hết. Cho nên nó càng khó tu, mà tới lúc mà họ nhận ra được rằng họ sắp chết thì cảm giác nó kinh hoàng lắm, các vị biết không? Bởi vì hôm qua chúng tôi có nói một chuyện, đó là cái mê nó càng lớn thì cái sợ, cái đau nó càng lớn, cái khổ cái vui mà nó càng lớn thì cái khổ nó càng lớn, cái lạc mà nó càng lớn thì cái khổ nó càng lớn. Nó kỳ như vậy. Cho nên ở bên thiền chỉ, ở tứ thiền thì vị hành giả lìa bỏ khổ và lạc là chỗ đó. Bởi vì khi mà không còn lạc tự nhiên không còn khổ nữa, chỉ còn định và xả thôi. Ở bên thiền chỉ đó thì tứ thiền là chấm dứt lạc và khổ, bởi vì hai ông này là một cặp. Hai ông này là một cặp. Rồi bên thiền quán đó, mà mình chứng tới nhị đạo đó, Sakadaka mới mắc á, thì mình giảm nhẹ được dục ái và sân. Bởi vì sao? Là vì hai ông này là một cặp. Cái khổ và lạc đó là một cặp phiền não, nó xin lỗi, một cặp cảm thọ. Còn cái dục ái và sân nó là một cặp phiền não, mà cái cặp này nó không có liền nhau. Ngay cái tầng nhị đạo đó là cái cặp này nó đã được, cái cặp này nó đã được, cái cặp này nó đã được giảm nhẹ rồi. Rồi đến cái tầng mà tam quả anaga mới mắc ghé, cái tầng anaham ấy, thì cái cặp này được gọi là triệt tiêu dứt điểm, có nghĩa là vì anaham không còn dục ái và sân nữa. Cái này là cái chuyện rất là quan trọng mà tôi muốn nhấn mạnh đi nói lại chỗ này nha. Khổ và lạc là một cặp, lúc nào có lạc thì phải có khổ. Còn mình còn mê cái ngọt á, có nghĩa là mai này mình gặp cái đắng là mình chịu không thấu. Cứ làm ơn nhớ dùm cái câu đó, đây là đối với tôi đó, tới với tôi mấy năm nay đó là cái câu thần chú. Hãy còn mê cái ngọt thì tới hồi gặp cái đắng chịu không nổi, hãy còn lụy trong cái khổ, ở lụy trong cái lạc á thì gặp cái khổ chịu không nổi. Cho nên tứ thiền với thiền chỉ người ta dẹp được cái khổ lạc, bởi vì hai này là một cặp cảm thọ. Rồi qua cái thiền quán cũng vậy, ở cái tầng là nhị đạo á, là người ta phải dẹp, người ta phải làm gọi là giảm nhẹ đó dục ái và sân, vì hai này là một cặp. À, là tại sao? Là bởi vì hãy còn mê ở trong tụng năm cảnh dục thì tự nhiên là mình phải còn cái tâm bất mãn để rồi lên đến cái tầng tam quả là phải dứt hẳn. Đây là chuyện rất là quan trọng, chỉ có đối với tôi mà nói, nếu kiếp sau tôi sanh ra đó mà kêu tôi là đời là vô thường cái gì đó, tôi không có sợ, mà nói như vậy thì tôi sợ, chỉ cần nói tôi hai câu được thôi. Con hãy nhớ rằng lạc ở đâu thì khổ ở đó, còn thích tiếng khen thì còn sẽ bị khổ về tiếng chê. Để con nhớ cho đó, hễ còn có dục ái thì còn có bất mãn, còn có sân. Chỉ nói vậy tôi mới sợ, chứ còn mà cứ nói là đời phù du rồi danh lợi là ảo hóa là suy khối là phù vân, tôi nghe tôi mới nghe, nói ra nó cụ thể tôi mới sợ. Cho nên cái chuyện ở đây là cái chuyện mà bữa nay chúng ta học về cái bài kinh Cú Ra Phê Đại, có nghĩa là cái chuyện phải làm trước khi chết. Thì tại sao chúng ta nói đi về tại chỗ này, là bởi vì trong kinh nói rằng có một cái vị thiên tử, tức là có một tiên ông, một đại tiên ông dắt 1000 cô tiên đi hái hoa trên vườn tiên ấy, thì 500 cô ở trên, 500 cô ở dưới,
Thì sao ông chờ hoài không thấy hái hoa liền xuống, thì ông nhìn lên thì ông thấy 500 con nghi chết mất rồi. Trên cõi cõi trời thì họ chết là không có để lại xác như mình, họ tan biến như khói vậy. Thì ông mới giật mình, ông mới hỏi, ông mới nghĩ là họ đi đâu rồi, thì biết họ đã chết hết rồi, họ bị đọa địa ngục hết rồi, mấy chục năm chỉ hưởng mà không có tu. Thì ông mới nhìn xuống 500 cái cô mà bên cạnh ổng ở dưới gốc cây đó, thì ông biết là 500 cô này cũng cũng sắp chết và cũng sẽ đi về địa ngục. Mà trên cõi trời thì cái tuổi thọ nó xem nhau, nó không như giống giống như mình dưới đây. Mình dưới đây cái người mà 80 tuổi đi đó thì chưa chắc cái người xin lỗi, cái người người 70 tuổi mà chết đó, thì chưa chắc cái người 80 tuổi sẽ chết. Mà trên cõi trời thì khác, trên cõi trời cái tuổi nó xem nhau, hãy mà âm đi là tôi cũng cũng gần rồi đó. Thì cái vị thiên tử thì nhìn thấy 1.000 cô đó, 500 cô thì đã đi mà 500 cô thì sắp đi, là đều đi về địa ngục. Thì vị này mới nghĩ tới mình, nghĩ là mình còn bao lâu nữa, thì vị này mới quán xét biết rằng mình cũng sắp đi và cũng sẽ đi địa ngục. Cho nên vị này cái trong cái cảm giác kinh hoàng, các bạn biết không, rất là kinh hoàng. Vị này mới xuống hầu Phật, mà hên lúc đó Đức Phật còn, thì xuống hầu Phật đó, thì ngài giảng cho nghe một cái câu kệ ngắn, nội dung là nhớ thất giác chi. Thất giác chi, thì vị này sau khi nghe xong cái bài giảng, cái bài kệ ngắn thôi, có mấy hàng thôi, thì vị này chứng quả tu đầu quần, các vị biết rồi, chứng tu đầu quần thì vĩnh viễn bất bất đọa. Thì chứng tu đầu quần xong rồi vị này từ trần và sanh lại trong một cái thân mới. Thì cái kinh này đó, cái câu chuyện nó không phải nằm trong kinh này, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để chúng ta mô, chúng ta định nghĩa về cái chữ Purathe đó, cách tắt ra, có nghĩa là chuyện cần phải làm trước khi chết là như vậy. Và phải nhớ rằng cái chữ trước khi chết này nó quan trọng lắm. Bởi vì sao? Là bởi vì cái chữ trước khi chết này nó có nhiều cách hiểu. Có người họ nói trước khi chết là cận tử, là hấp hối, là trên giường giường bệnh. Nhưng mà trong cái tinh thần Phật pháp rốt ráo mà nói, thì bất cứ ai trong chúng ta hiện giờ cũng có thể đang ở trong cái giây phút gần chết, sắp chết, chờ chết. Vì sao? Là bởi vì nói theo Pháp Mắt Tịnh theo chân đế đó, thì chúng ta rõ ràng chúng ta đang chết trong từng phút. Còn nói theo tục đế đó, theo kinh tạng đó, theo luật tạng ấy, thì thật ra mà nói chúng ta không biết là mình sẽ phát thở lúc nào, phải nói như vậy. Nên làm ơn nhớ gì cái chỗ đó, chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng mình đi đám ma rồi mình nhìn người ta nằm đó mình nghĩ chắc còn lâu lắm mới tới mình. Chứ thật ra đó, đó là một suy nghĩ rất là nguy hiểm, còn lâu lắm mới tới mình. Cái chuyện đó nó cũng khó nói lắm, bởi vì chẳng như sáng hôm qua tôi đọc báo, có một người thì tôi biết tôi nói về, thì có nhiều người ở hải ngoại hiểu lầm tôi, nhưng mà tôi phải nói rõ là ông Tô Hoài mới vừa mất cách đây một ngày, mất hôm qua hôm kia gì đó, ông cũng sống 95 tuổi. Tôi biết ông qua sách vở thôi. Ông là tác giả của Ghế Mèn Phiêu Lưu Ký đó, nổi tiếng một thời đó. Thì sống tới 95 rồi thì cũng đi, sống tới 95 rồi cũng đi, hoặc là một danh thủ của Ý cũng mới vừa chết ngày hôm qua. Thì ông chết cũng 88 tuổi, sống cũng thọ đó chứ, một người 88 người 85 chết. Cho nên là cái một số vị thiên tử đó, một số vị thiên tử, một số đông có cái căn tánh là ngộ, có cái khuynh hướng là ngộ tính, đã có cùng cái suy nghĩ giống nhau. Của các vị có thể ngạc nhiên là tại sao mà có cùng suy nghĩ nhau hay như vậy, tại sao có nhiều người có thể cùng suy nghĩ như vậy. Xin thưa rất là đơn giản, năm bảy người trong một hội chúng nhỏ mà có cùng một suy nghĩ thì nó còn hơi khó. Còn cái này một biển người mà quý vị, hàng tỷ người mà, hàng tỷ người, hàng tỷ người. Chúng tôi nghĩ rằng thì là các vị có thể không tin, nhưng mà chúng tôi giảng kinh là chúng tôi cứ theo kinh mà giảng thôi. Thì trong đây còn xài cái chữ gọi là cô tí, cô tỷ sát ta sa hát sát, cô tỳ sát tạ, cô tỳ sát tạ sa hát sát, tức là trung bình. Trong đây nói là trung bình đấy, là mỗi một bài kinh như vậy đó thì có hàng cô tỳ sát tạ sa hát sát thiên chúng chứng quả. Mà cô tỳ là 10 triệu, tức là 7 con số 0. Là 100.000 đấy, sát tạ sát tạ là 100, sát tạ sa hát sát là 100.000, 100.000 là 5 số 0. 5 số 0 mà cộng với 7 số 0 là 12 số 0. Mà 12 số 0 nếu mình định dùng theo con số bây giờ là ngàn triệu, có đúng không? Tỷ triệu, ngàn tỷ chứ quên. 1 tỷ là 9, 1 tỷ là 9 số 0.
mà này nó tới 12 số 0, có nghĩa là 1.000 tỷ, là cái số lượng mà chư thiên chứng trong cái đêm đó là nhiều ngàn tỷ, nhiều trillion. Đấy, nhiều ngàn tỷ, nhiều trillion, số lượng rất là đông. Thì có thể tưởng tượng trong một số lượng nhiều ngàn tỷ như vậy, và lý do ở đâu mà nhiều quá vậy? Bởi vì từ vô lượng vũ trụ, từ vô lượng vũ trụ tìm đến để nghe pháp, trong đời của mỗi vị Phật có ít nhất là một lần đại hội thiên chúng như vậy đó. Thì trong cái đêm này rất là nhiều thiên chúng để nghe pháp, và Đức Thế Tôn đã nhìn thấy cái căn cơ, cái sở tánh, cái khuynh hướng tâm lý của cái hội chúng trước mặt, và ngài mới là chọn ra 6 cái đề tài để mà thuyết giảng. Thì chúng tôi đã nói rồi, năm thời rồi, cái thời thứ 6 đó là cái thời sẵn là chúng ta học nha. Bây giờ chúng ta đi qua cái bài kinh của ngài, ngài Minh Châu, bỏ dịch ngài Minh Châu nè. Cái bài kinh ở đây đó, bây giờ mình học chữ khó trước nha, mình học cái chữ khó trước nè. Cách thăng bác sĩ, cách thăng si lố ô bà xăm tô tú chạp tiết tăng mê gô tâm mát rù hi ức chí tô tâm an nà răng. Cái ý này là bạch Thế Tôn, con xin hỏi làm sao, bằng cái cách nào, cái cách thăng đắc si, thì cái đắc si ở đây đấy đắc si ở đây đấy là cái bàn này cũng như ý, cái đắc si ở đây đó là ám chỉ cho trong đây gọi là áp thí bành nhà, tức là tăng thượng, tăng thượng tuệ. Rồi cái si lô ở đây đó, có thể chỉ si lô cách thăng là thế nào, là hao. Còn cái si lô ở đây đó là ám chỉ cho áp thí si lành, danh từ trung tính nhé, áp thí si lành là tăng thượng giới. Chúng tôi sẽ cho ra một số từ khó, xong rồi mình nói một lèo luôn nha, tăng thượng giới. Rồi cái ú và xăm tô là tăng thượng định, và tăng thượng tâm chỉ cho ú và xăm tô là sự thanh tịnh, chỉ cho thì chích tăng gọi là tăng thượng tâm, hay còn gọi là định học. Tức là cái vị hóa Phật Ninh Mi Tát Bút Tháp. Trong bài kinh này có cái điểm đặc biệt là cái người hỏi không phải là ai khác mà là một cái vị Ninh Mi Tát Bút Tháp, nghĩa là một cái vị hóa Phật. Đức Phật này dùng thần thông là tạo ra một vị giống y hệt như ngài này đó. Hai vị ngồi chung với nhau, ngồi chung với nhau trên một tòa. Ngồi chung với nhau trên một tòa là lý do là bởi vì ngài biết là trong cái đêm đó thiên chúng nhìn thấy hình ảnh đó thì họ sẽ gọi là phấn khích. Mình cứ xài cái chữ phấn khích thì mình hiểu chữ phấn khích, họ được kích thích, phấn khởi, phấn khích gì lắm. Và nói mình tưởng tượng mình thấy đã rồi, cho nên tôi có nghĩ nếu mà có điều kiện của mình, có lẽ mình cũng thuê họa sĩ vẽ cho mình một bức ảnh như vậy. Vẽ bức ảnh là dĩ nhiên là phải có cái lời ghi chú bên dưới, bởi vì không có gì đặc biệt cho bằng là hình ảnh mà hai vị Phật ngồi như vậy. Đó là thế nào cũng có người hỏi, thì đó là một cái dịp tốt nhất để mà mình giải thích. Và có một cái điều lạ đó là tôi thấy sư người Việt Nam mình mê 500 la hán, rồi mê thập bát la hán. Chỉ có một hình ảnh mà tôi rất là mong mỏi, có một lúc nào đó tôi nhìn thấy ở đâu đó, đó là hình ảnh mình một rừng tượng ấy, tức là một bức tượng bổn sư thật là đẹp ngồi giữa rừng, và chung quanh là 1.250 vị tỷ kheo, mà cũng đều phải đẹp hết. Mà một người cư sĩ cúng một tượng thôi, cũng một tượng thôi, và nếu mà mình muốn đó, thì mình khắc nhẹ nhỏ cái tên mình đằng sau của lưng tượng ấy. Tên mình và tên của người thân mình ấy, tên mà mình muốn cầu an cầu siêu, ví dụ như vậy, thì mình sẽ có một rừng tượng 1.250 vị mà bằng đá trắng, thì cái hình ảnh nó đẹp ghê lắm. Vua A Xà Thế hả, vua A Xà Thế mà đi vào cái vườn xoài đó, mình nhìn thấy cái hình ảnh đó, vua và đó là lúc đầu thì khi mà thấy hoang vắng không có tiếng động thì vua sợ, mà khi mà vua biết đây là 1.250 vị mà ngồi bên cạnh Đức Phật mà không tiếng động, vua khoa nghĩ mà phải nói là tóc lông dựng ngược, và đầu là vì sợ mà sau đó là lạnh sinh sống nổi da gà đó, là bởi vì quá quan nghĩ. Thì nó đẹp lắm. Thì ở đây đó, cái vị hóa Phật mới hỏi Đức Phật thế này là xin hỏi
giới định tuệ như thế nào mà để có thể giúp cho một người trở thành ra là một cái bậc tối thắng, một bậc tối thắng nhân. Thì chúng ta biết rồi, tùy cái đối tượng và tùy cái hoàn cảnh mà giới định tuệ được giải thích, được định nghĩa khác nhau, chứ không phải chỉ có một cách. Là có nhiều trường hợp khác nhau, nhiều cái đối tượng khác nhau, nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Như là chúng ta thấy cái bài kệ mà Đức Phật thì giảng cho Parijatam Chiriya, đích thẳng đích tham bát tăng phong quý sạch tí, thấy chỉ là thấy mà thôi, su tăng su tham bát tăng phong quý sạch tí, nghe chỉ là nghe mà thôi, mu ta bát tăng phong quý sạch tí, ngửi nếm đụng chỉ là ngửi nếm đụng mà thôi, nguyên nha tham bát tăng phong quý sạch tí, và suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ở đây không có ai hết, ở đây chỉ có danh chỉ có sắc, ở đây chỉ có nhân và quả, ở đây chỉ có sanh và diệt, ở đây chỉ có dòng chảy của duyên khởi, ở đây không có người, không có ta, không có bỉ, không có thử, không có nhân ngã thọ giả chúng sinh. Thì chỉ một cái bài kệ như vậy không có giải thích gì hết, mà nó bao gồm toàn bộ nội dung Phật pháp. Ở đây cũng vậy. Bây giờ mình vô cái bản của thầy Minh Châu ha, là cái câu hỏi là làm sao mà có đời sống an tịnh. Thì cái chữ an tịnh ở đây là út và sầm tô, chỉ cho tăng thượng tâm, tức là định học, tức là rồi định như thế nào, mà kiến như thế nào, mà giới như thế nào. Cái đọc cái bản Pali thì nó hơi khác một chút so với tiếng Việt. Rồi Đức Phật có trả lời thế này: ly ái trước thân hoại, tức là trước khi chết á, sống làm sao mà trước khi mạng chung ấy, trước khi mạng chung mà không có ái nữa, không y chỉ ban đầu, không y chỉ cuối cùng, không kể đến vật giữa, không có ưa thích nào, thì chỗ này mới mệt. Mà tại sao mắc cái chứng gì mà không cho tôi xin cái bản Pali, cái bản sớ giải với chỗ này ha, mình post nó lên giùm đi. Cảm ơn thiện nhân. Cái chỗ này không có chú giải là không có cách chi mà hiểu được chỗ này. Đấy, chú giải chỗ này rất là độc đáo. Vì có tâm hồ của Ra Phê Đa, tức là trước khi mạng chung nhưng mà đã bỏ được ái rồi, đã trừ được ái rồi. Đây, sửa đâu có thấy được ta. Đây, búp rồi rồi búp đây nè. Quy tất tâm hồ, quy tất tâm hồ, đây, tức là trước khi chết nhưng mà bắt trừ được ái rồi. Trừ được ái, cái tiếp theo mới giải thích cái này, trừ được trừ sao nhé. Thì cái đúng rồi đó, búp tâm tá Manisito tí nhẹ. Đây, nhà Minh Châu người dịch là không y chỉ ban đầu. Ở đây mình phải dịch là không có lệ thuộc, không có dính mắc, không có dính mắc ở trong những cái gì mà nó thuộc về quá khứ, những cái cảnh quá khứ, năm trần quá khứ, trần cảnh không dính mắt trong trần cảnh quá khứ. Ti tất thà đi phê đăng trong ba thời đó, nhưng ở đây tôi nhấn mạnh chỉ là ti bất tâm ta, bất phá là trước hả, bất tăng anh ta là cái ranh hay là cái chỗ tận cùng đó. Mà bất tâm ta Manisito là không có bám chấp vào quá khứ, vào những chuyện xưa chuyện cũ. Rồi cái thứ hai nữa là không chỉ cuối cùng, tức là cái trước vậy. Ở đây nếu mà dịch thêm ngôn ngữ của mình bây giờ đó, là không có bám chấp vào chuyện đã qua hay là cái chuyện sẽ tới. Chuyện đã qua hay là chuyện sẽ tới, tức là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Bởi vì sao? Vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Hôm nay việc tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết.
Trú như vậy diệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bực an tịnh trầm lặng. Cái chỗ này là dứt khoát phải nhớ là mình kinh chất dạ hiền dạ. Và chỗ đó quá khứ không đi tìm, tương lai cũng cứ vòng. Vì sao? Vì quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán giúp nhận đây. Hôm nay diệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy diệt tâm đêm ngày không mệt mỏi. Rồi cái thứ hai đó là không ý chỉ ban đầu, có nghĩa là không ý chỉ ban đầu, không ý chỉ cuối cùng, có rồi không kể đến bậc giữa, không có ưa thích nào, có nghĩa là không mê, không có bị lụy. Anicca hồi hèn quá, Anicca gì là lụy, không có lụy, không có bị lụy, không có bị lụy, không có bị lụy vào những cái cảnh trong ba thời, tức là chuyện đã qua thì cho nó qua, chuyện sắp tới thì nó chưa tới, đừng nghĩ tới nó, mà ngay cái cảnh tầng trước mắt biết nó nhưng không chết trong nó. Đã, bởi vì sao? Là vì sư diệu nó rồi, yêu là chết trong lòng một ít, ăn là nuốt vô lòng một ít, là vậy đó. Thế là mình lụy trong đó là đã tiêu rồi. Chứ anh ấy sẽ nói là lụy, là dính mắt trong đó, nương tựa, nương gá. Cái chữ ta chỉ nói mà hiểu theo cái nghĩa mà nghĩa positive thì đó là cái sự nương nhờ, nhờ cậy, mà nghĩa theo cái hiểu theo cái nghĩa tiêu cực á thì đó là cái sự lệ thuộc, cái sự vướng lụy. Rất là cái chữ nó nhớ cái chữ đó là chỉ nói có nghĩa là bị lụy. Thì ở đây không ý chỉ ban đầu, không ý chỉ cuối cùng, không kể đến vật giữa, để có nghĩa là không có bị dính mắc ở trong sáu trần quá khứ hiện tại vị lai. Chỗ đó ở đây có nói rõ nè, đây có nói rõ nè, anh gặp tiền ta này cú rắc cái tầng nắp thì có nghĩa là không có thích thú, không có cái thích thú nào hết, không có thích thú nào trong quá khứ hiện tại vị lai, không có một cái gì tâm đắc hay hay thích thú. Bố rắc khát tâm tí nát tí, không có thích cái gì hết trong ba thời. Vậy là cái thứ nhất là trong cái đoạn kệ 849 có nghĩa là không có thích cái gì trong ba cảnh, cái cảnh trong ba thời hết. Nó có một cái điều lạ đó, nó có một điều lạ đó là cái bản dịch của Ngài Minh Châu đó, dường như là từ tiếng Anh, hoặc là dựa nhiều vào cái bản tiếng Hán của Nam truyền, chứ còn nếu mà để ý kỹ thì có nhiều cái chỗ thì dường như không phải là Ngài dựa vào bản Pali. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện chúng ta sẽ nói sao. Tiếp theo là không phẫn nộ, không sợ. Không phẫn nộ, không sợ. Asantasi tức là vận động, ngày dịch này không sợ. Abhikathi kukkuccho mantaphani anuttato. Anuttato ở đây đó, Savicca cái câu 856, cái bài kệ này, hết cái bài kệ này rồi, có cái bài kệ này không có rối nhiều, không có gì rắc rối, không có cái chỗ tối nghĩa. Dĩ nhiên có nhiều cái chữ cái dùng của Ngài thì mình cũng không thích lắm, nhưng mà mình đọc mình hiểu. Không phẫn nộ, không sợ, không khoa đại, không hối, nói hòa nhã, không động, bậc ảnh sĩ thận ngôn, không ước vọng tương lai, không sầu muộn quá khứ, thấy viễn ly giữa xúc, không để kiến nhắc dẫn.
Ở đây đó cái chữ mà ở đây tôi gì vậy, không 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 Asamta si là không sợ. Ở đây trong chú giải giải thích đó là nếu mà các vị mà đọc chú giải thì thấy từ bài kinh thì nó sáng trưng, bây giờ ngồi giảng từng chữ thì ngán quá. Asamta si tí tê nó ba phát kê đã xong ta xong tô, có nghĩa là không có vọng động, không có bị sốc. Bởi những cái điều mà mình không có được ở trong đời sống mình á, suốt cuộc đời của mình á, là nó chỉ có hai chuyện thôi, hoặc là được hoặc là không có được. Thì cái vị mà tu tập đúng mức ấy, thì cái chuyện được và không được nó là vấn đề tùy duyên. Chứ còn mà khi còn nghĩ đến được và không được thì tâm nó yên, vấn đề tùy duyên thôi. Tức là trời mưa thì nó phải ướt, và trời nắng thì nó phải nóng, như vậy chuyện tự nhiên thôi. Tại nó thân viễn ly giữa không phẫn nộ, không sợ như thế. Akkhuthanno santasi Avikathi là cái giới nó không có bị lấm nhơ. Mantapani, Mantapani ở đây nó có nghĩa là cái ngôn ngữ, nói năng cẩn thận, tức là có suy tư rồi mới 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 là nói. Thì Minh Châu nghĩa là thận ngôn. Anuttato nó từ đó từ một nó cùng một căn với là Uttacca. Uttacca có nghĩa là là phóng dật, mà Anuttato là lung tung hay là lăng xăng. Lung tung chỉ là chữ Anuttata để về ngôn ngữ, rồi không có lung tung. Sao về và trời muốn biết Anuttato và chaya có nghĩa là Anuttato có nghĩa là lìa xa được phóng dật, thế lìa xa được phóng dật. Mà rồi tiếp theo đó, tiếp theo nữa đó, cái chữ gọi là thận ngôn, cái chữ thận ngôn ở đây này nó có nghĩa là không có mắt và bốn cái lõi, không có mắt và bốn cái lõi, không có mắt và bốn cái lõi đâu. Sao kỳ ha, sao lạ thế, tại sao tôi lại không 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 có thể cầm bi được, kỳ ta, tôi không có làm cái chuyện cầm bi ở đây được, kỳ ta. Máy hôm nay sáng nay có vấn đề. Dạ, như vậy đánh đánh giùm tôi cái câu đó đi. Đánh giùm tôi cái câu gọi là tình trố. Rất là kỳ, không được là không được, mà hồi nãy tôi mới làm cái này. Ctrl cũng không được, cũng không được. Ok. Dạ ra được, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi.
sau quyền hòa trà gác tù gác, có nghĩa là cái vị đó trong cái ngôn ngữ lìa được bốn cái lỗi, lìa được bốn cái lỗi đó là nói dối, nói năm thọc, nói hát ngữ và nói thiếm lừng nha. Nó kẹt ở một chỗ là cái bản dịch của Ngài Minh Châu nó không có sát Pali. Nó kẹt cái chỗ là nó không có sát Pali. Cho nên nó rất là khó. Hồi nãy giờ quý vị thấy những lần tôi giảng mà tôi cứ ngập ngừng hoài đó. Tại vì mình ngó thì có thấy trong bản chánh kinh là như vậy. Đừng ngó mà chú giải và chánh kinh đó, rất là ăn với nhau. Đó là mình liếc một bản tiếng Việt đó là tôi chết chắc là tôi không có dựa được. Bây giờ tôi cứ nhìn chú giải dịch, tôi dịch đương nhiên tôi dịch, chứ còn bản tiếng Việt là tôi nhìn dọn nó ra. Quý quy cái đắc si phát xê số, có nghĩa là thấy viễn ly giữa xúc, là dịch như vậy đó, thấy viễn ly giữa xúc, thấy viễn ly giữa xúc ở đâu đây. À, thấy viễn ly diệu xúc rồi, để yên đó, để ly diệu xúc. Ở đây mới giải thích thế này là bất chấp văn văn nề số. Cảm ơn. Bất chấp văn nề số chắc khu sầm phát xa đi xuống. Ấp tá phà với quê cần bát sát tí, có nghĩa là trong sáu xúc thì vị đó có được cái viễn ly phiền não. Atapa và quý vị thấy Atapa quá thì trong cái tiếng Hán thì là tự thể đó, nhưng mà đây mình dịch là phiền não. Tức là vị đó trong sáu xúc có được một cái nhìn viễn ly phiền não. Mà sáu xúc ở đâu? Xúc ngay trong hiện tại. Đích thì xúc cho nó này và tùy tí, không để kiến hấp dẫn. Cái kiến ở đây là ám chỉ cho thấy viễn ly trong xúc là không, là không mắc phiền không mắc phiền não trong lúc tiếp xúc sáu trần trước mắt. Ở đây giống như hiện tại thì là sáu trần trước mắt nha. Rồi không có bị kiến hấp dẫn. Ở đây cái kiến hấp dẫn, kiến ở đây này hả, là 62 cái tà kiến nha. Mà nói gọn ấy là thường và đoạn. Nói gọn là thường và đoạn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Cái chữ Patilino nè, tôi ngờ rằng đó là ngày lâm cấp bát tỷ đô bali đó, nó có một cái chữ này Patisalino mới là sống một mình, sự là sống riêng lẻ. Là mang ra điển giùm tôi đi, cái chữ Patisalino là sống riêng lẻ, còn cái chữ Palino ở đây đó có nghĩa là Palino ở đây là nghĩa là cái sự lìa xa. Cái chữ lìa xa phiền não. Chứ ở đây nó tôi nhắc lại, Patisalino mới là sống riêng lẻ mà, còn cái Patilino ở đây nó có nghĩa là cái sự lìa xa phiền não. Patilino là sự lìa xa phiền não. Phiền não ở đây là tôi biết tắt chữ đó, có người nào đọc thì là chữ phụ nữ hay là chữ phú nhận cũng được nha. Lìa xa phiền não Patilino, còn cái kia là sống một mình là Patisalino. Đó là mình nhớ giùm cái đó.
Rồi a cú hát cô là ngày gia đình không mang trá. Ok. Rồi cái gì nữa? Được cái gì nữa? Làm ơn nhớ giùm nhà Bát Salino hoặc là Salana để xem hai chữ. Rồi Akuhako có nghĩa là không có, không có gian trá. Gian trá là sao? Ở đây nó để là ti hi kuhana wa thu hi, có nghĩa là không có gian trá về thân, về khẩu, về ý. Có nghĩa là mình nói lời gian dối là đã đành rồi, mà mình có cái ý gian dối cũng không được, mà có các hành động gian dối nữa. Có nghĩa là mình là có những cái động tác, có những biểu lộ, có những cử chỉ để cho người ta hiểu lầm theo cái ý dắt dẫn của mình ấy, thì người ta thường gọi là sự mang trá. Apiha, apiha lu, ở đây ám chỉ là cái giới, cái giới lực của vị này đó là không có vấn đề. Apihana là đóng, không có đóng kín. Amachariti, Patthana Tanha Yarahito có nghĩa là cái sự giữ giới. Nó có hai trường hợp giữ giới để mà hôm trước tôi có giải thích thế này. Cái rào á, cái hàng rào á, nó có ý nghĩa, nó có cái tác dụng là ngăn ngừa sự đột nhập của người, của thú từ bên ngoài, bảo vệ tài sản bên trong, chứ nó không có nghĩa là nó giam nhốt gia chủ. Ở đây giới luật cũng vậy, giới luật có trường hợp mình giữ giới là vì vì cái mục đích là tự tán phỉ tha, giữ giới là vì sự tác động của ái, của kiến. Còn cái giới này này gọi là bách thana tanh ha giá hi tô, có nghĩa là một cái giới mà không có bị tác động với tham ái nha. Rồi amachari tí, cái này tôi mệt rồi, bây giờ tôi mệt, tôi không thèm dịch chui bản tiếng kia nữa. Không sang tham ở đây đó có nghĩa là không có mắc vào ở trong năm cái tà, năm cái bổn sẻn. Nhà trong đây thì chỉ nói vậy thôi chứ không có kể, mà chúng ta không kể thì không có được. Năm bổn sẻn là gì? Là bổn sẻn về chỗ ở, không có muốn chia sẻ chỗ ở mình cho người khác. Rồi bổn sẻn về tài vật, tức là mình không muốn chia những cái vật chất mình có cho người khác. Rồi bổn sẻn về tiếng tâm, có nghĩa là mình không muốn thấy, tức là mình không muốn thấy người khác họ họ ké cái uy tín, cái danh tiếng của mình. Mình không có muốn người khác được cái gì tự tiếng tâm của mình hết, cái là của mình thì mình hưởng thôi. Đó, rồi bổn sẻn về về pháp, ở đây có nghĩa là mình, cái mình biết ấy, mình không muốn cho ai sợ người ta biết giống mình không có vui. Tôi chỉ nghe lại một cái câu chuyện của một vị tiền bối ngày xưa ở bên Việt Nam thôi, là vị này là một cư sĩ, chúng ta có thể hiểu lầm tội nghiệp. Vị này là cư sĩ giỏi, xuất gia rồi hoàng tục rồi giỏi, rồi có một ông sư trẻ đến để mà nhờ dịch giùm một đoạn Pali. Thì cái vị cư sĩ này á, trước khi dịch á, có hỏi ông sư trẻ đó một câu. Tôi sẵn tôi cho cái tên đó luôn, đó là sư Giác Lộc á. Sư Giác Lộc bây giờ còn ở Sài Gòn, vị này cũng dịch kinh. Thì cái vị ông cư sĩ này cũng nói thế này: tôi dịch cho sư được, nhưng mà sư có nói với người ta đó là cái này tôi dịch hay là sư dịch. thì cái đó là mình không có biết cái tâm người ta nghĩ cái gì. Nhưng mà đây, cái đó chỉ đơn giản nên tại vì mình cũng còn bị nặng lòng với cái chuyện tiểu tiết như vậy. Cho nên năm cái đó là bổn sẻn chỗ ở, bổn sẻn tài vật, bổn sẻn pháp, bổn sẻn tiếng tâm, bổn sẻn đồ chúng. Đồ chúng nghĩa là mình không muốn người của mình ấy, mình không muốn người của mình ấy, đi với ai hết. Rồi tiếp theo nữa là có một chữ, nó là cái chữ sông sáo, áp và gặp phù. Ở đây ai có đọc cái bài kinh từ bi karani yamat takusale đó, áp và gặp phù, chữ này đó biết ở đây, trong 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 đây các vị cư sĩ chữ tăng là chắc chắn là người cư sĩ biết, các vị có biết cái chữ, các vị có nhớ bài kinh karani, bài kinh từ bi không ha? Cái chữ này nè, mình khi mình đọc mình không có ngờ là trong cái bài kinh Karani ấy, cái phần đầu nó gồm có 16 pháp rất là quan trọng. Ví dụ như là sắc, cô, u, chú, rồi số, u, chú, rồi cái số, qua, chô,
rồi cái mũ đúc anati mani cái santusako jasuparo. Đây tất cả là 16 pháp thì toàn là pháp tu không, và 16 pháp này được gọi là 16 vũ khí tự vệ của người tu, hoặc có chỗ nó là của bậc xuất gia. Bậc xuất gia 16, các vị có thể coi trong cái quyển kho tàng pháp bảo cũng biết, đây là bản tiếng Việt á, các vị vào trong đó tìm nha, vị vào trong đó tìm thì nguyên cái đúng là nguyên cái đoạn kinh đó, đó là 16 pháp, gọi là 16 cái bài kinh từ bi, mà nó khổ một chỗ thế này là cái bản dịch trong đó là mình cái bản tiếng Việt nó kẹt cái chỗ là mình dịch xong mình đem dò chú giải thì chết quá rồi. Cái này không phải là sai, nhưng mà vấn đề nó là dịch sao cái lúc người dịch đó, họ không có nghĩ đến chuyện sau này người ta sẽ dùng cái bản này để người ta dò chú giải. Rồi thứ hai nó là dịch sao cho nó hơi lượt lượt bớt vậy đó, cho nó nhẹ nhẹ cho người Việt mình đọc cho nó suông. Nhưng mà thật ra theo tôi đó, thì tôi chủ trương dịch thoát, nhưng mà tùy trường hợp, nó có một trường hợp đó là phải dịch sát để người ta có thể dựa vào cái bản dịch của mình, người ta dò trong chú giải. Thì nó có tất cả là mười sáu pháp tu. Thì trong đây có cái chữ apagapho có nghĩa là không có bạc mạng. Tôi tự dịch là không bạc mạng, có nghĩa là sao, nhà dịch là song sáo, còn tôi cái chữ apagapho thì là không có bạc mạng, có nghĩa là muốn làm thì làm, chỗ nào muốn tới tới, không có thấy ngại. Việc gì muốn làm, cái gì muốn nói, cái gì muốn làm, chỗ nào muốn tới thì cứ thoải mái. Muốn làm nói đi đứng nơi đâu thì cứ tự tiện, không e ngại, không e ngại. Thì trong trường hợp đó được gọi là phải cấp pháp, mà không có như vậy đó thì gọi là áp và gấp pháp, lại không có sống sạch bậc mạng ha. Làm sao đó mà mình nhìn kinh đó, mình nhìn chữ này mình nhớ nó một cái chỗ khác, nhìn kinh này nhớ một kinh khác, thì cái đó mình nhớ dài nhớ lâu nha. Rồi tiếp theo nữa là Ache Gucho. Ache Gucho là Minh Châu, là dịch là cái chỗ này cái ngày để chỉ nhàm chán ở đây đó. Thì nếu mình chỉ đọc chữ nhàm chán thì mình cứ giải thích cũng dám, không xông xáo nhàm chán thì sợ lắm, tôi sợ lắm, tôi thích để cho đúng dám giải thích là cái gì. Mà trong đây mới để là rồi xong rồi, cứ mình mới vừa chạm tay là lấy mất tiêu của mình rồi. Ở đây có nghĩa là xăm phanh á, si la đi ta ya che cu cha ni ya ca se cha na cô ma na po, có nghĩa là khi mà tam học, cái đời sống tinh thần của mình ấy, tam học của mình, ba cái vô lậu học của mình mà nó được viên mãn rồi, thì đương sự này, cái là cái vị tỷ kheo hay là cái người cư sĩ nào mà có được tam học mà nó viên mãn, nó cụ túc, nó đầy đủ rồi thì sao, thì họ sống rất là an lạc. Nó xe của chôn nghĩa là không có nản, không có chán. Bởi vì tôi nhớ có một vị du sĩ hỏi ngài Sa Lợi Phất, trong Phật pháp có ba cái điều, hỏi ngài Sa Phất chứ trong Phật pháp cái gì mà khó làm nhất, thì ngài nói là có ba điều. Một là đời sống xuất gia, hai là xuất gia rồi mà vẫn còn vui, vẫn còn an lạc hoài, và cái điều thứ ba là hành trì trọn vẹn được cái chuyện phải làm của người xuất gia. Thì cái đây cái điều thứ hai đó là cái điều mà mình đang nói ở đây, tức là cái khó thứ hai đó là xuất gia rồi mà cái lòng nó cứ vui, nó không có bị nản đó. Bởi vì tôi đã nói 100.000 lần, tức là đợi cái cuộc tu của mình á, cuộc tu đó, có ba cái điều đáng sợ. Một là cái vị ngọt, là những cám dỗ, mà cái vị đắng á là những thử thách đó. Nhưng mà cái thứ ba này nó mới phê nè, cái sự tẻ nhạt á, nhạt nhẽo đó, làm cho mình
nản lòng, thiếu thiếu sức sống. Chứ đừng có coi thường nó. Cái vị ngọt á, tức là những cái chuyện danh lợi, rồi những cái sự săn đón, những cái sự chào mời, những cái réo gọi từ cái cõi nhân gian phồn hoa, thì đó là tôi gọi là những vị ngọt, đúng. Đó là một cái đe dọa đối với người tu. Nhưng mà thứ hai là những vị đắng, có nghĩa là những cái thứ nghiệt ngã, những cái thử thách, những cái chông gai mà gặp trên đường tu. Bây giờ chỉ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi nha, tôi lựa cái nhẹ mà nhẹ nhất á, bước vào cái thiện viện mà cái nhà vệ sinh nó hôi không tưởng tượng được, mũi rác nước đọng, điều kiện sinh hoạt khó khăn, thì các vị tưởng tượng con có nản chí anh hùng luôn. Chứ đừng có nói mà bạn tu thì trời ơi đất ơi, toàn là thứ nhiều chuyện rồi ganh tị rồi tùm lum hết, mình không có nói, mình chỉ nói một chuyện nhẹ nhàng nhất, đó là có chỗ mất vệ sinh hôi hám, rùi mũi côn trùng, mà thức ăn thì nguội lặm tâm thôi, thì thế là mình tu không nổi rồi, đó là cái thử thách. Vị đắng là tu không nổi, vị ngọt là không nổi, là bởi vì sướng quá. Vị đắng đó là thử thách khổ cực quá. Và cái thứ ba mới kinh hoàng, đó là cái sự tẻ nhạt của đời sống, cứ ngồi yên không có chuyện gì để lo buồn, không có chuyện gì để toan tính, cứ ngồi nghe tiếng thằng lằn nó chặt lưỡi trên vách, nghe cái tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, rồi không biết đi đâu làm gì gặp ai, thì cảm giác này rất là dễ sợ, dễ sợ lắm. Cho nên ở đây mới gọi là ache good chat, ache good show, nhầm ngày bên trong vậy là không nhàm chán. Ở đây đó thì chú giải giải thích là, giải thích là sampanna sila nita nhé, ache good chani yose chana kumanapo, có nghĩa là khi mà đời sống tinh thần của mình ok, các cái pháp tánh của mình nó có đầy đủ rồi, thì đương sự luôn luôn sống ở trong cái niềm vui tỷ kheo minh pháp trú pháp, suy niệm pháp thì sẽ không rời chánh pháp, nó an lạc trong đó đó. Ngay cả Đức Thế Tôn được chánh đẳng chánh giác, tứ sanh từ phụ, nhân thiên chỉ đạo sư, hoặc là bậc pháp vương. Vậy đó, mà khi mà ngài bệnh ấy, khi ngài bệnh ấy, mà ngài kêu ngài nói với ngài Chun Đá hay là ngài Mục Kiền Liên, mà chỉ đọc lại cho ngài nghe một đoạn Thất Giác Chi, ngài nghe ngài cũng vui. Một trong những cái đặc điểm của bậc hiền trí là họ rất dễ an lạc với chánh pháp, hành trì họ an lạc đã đành, họ chỉ nghe thôi cũng an lạc, gọi là họ chỉ nhìn thôi cũng an lạc, họ chỉ nhìn thấy một người khác mà sống pháp trú pháp họ cũng an lạc, họ nghe người khác nói pháp họ cũng an lạc, và bản thân họ hành pháp họ cũng an lạc. Đó, cái đặc điểm của người hành pháp là như vậy đó. Thấy người ta tu mình cũng vui, nghe người ta nói đạo mình cũng vui, và bản thân mình hành trì mình cũng vui. Chứ còn nếu mà ba cái này mà thiếu một thì nghĩa là mình tu cũng chưa có tới. Có nghĩa là bản thân mình thì thấy quan nghĩ, nhưng mà thấy tàn thì mình chưa có thấy quan nghĩ theo cũng chưa có được. Hoặc là nghe người ta nói pháp mình thấy không đã. Bây giờ tôi nhớ mình thị sĩ, tôi có một quen một cái gia đình đó, mà chuyện người ta ghét. Hai chồng cùng nghiên cứu kinh điển xong rồi, hai chồng nó bây giờ là tụi con bây giờ không cần đi chùa, không cần nghe pháp, bởi vì bây giờ lúc này tụi này có pháp rồi. Bây giờ chồng tu nhau được rồi, lúc này có pháp rồi. Thì tôi nghe ra tôi cũng là ngao ngán, là bởi vì tôi biết có pháp là có làm sao. Vì mình học thôi A Di Đà mà ai không có pháp, không có pháp thiện cũng có pháp bất thiện, ai không có pháp hết. Mà chỉ có tu đầu quần, mà tu đầu quần ngay cả vị chánh đẳng giác mà tôi còn hoan hỷ trong pháp, đã còn lắng nghe chánh pháp, mà nói với mình bây giờ mình đọc trong ba bài kinh tạng mà nó rồi cái không thèm mà nói nghe thì ghét. Bây giờ tôi con bây giờ cũng còn đi chùa hành thiền gì hết rồi, cái gì nó đủ rồi. Thì cái đó không phải theo tôi thì nó phải là cái đặc điểm của cái bậc hiền trí nha. Bởi vì phải nói là Phật pháp mênh mông, tôi phải báo cho các vị biết một chuyện, các vị có thể coi nó là chuyện buồn cũng được, một chuyện vui cũng được, đó là mỗi một cái vấn đề được nhắc đến trong kinh ấy, nó có tới 1 tỷ cách hiểu rồi, và một cách hiểu sai, cách hiểu đúng thì dĩ nhiên là tôi không nói là tôi đang có hiểu đúng đó. Tại vì tùy cái trình độ của mình, tùy cái trình độ của mình lúc này và lúc khác nó không có giống nhau. Bởi vì nếu mà các vị nói với tôi là vấn đề đó nó chỉ có một cách hiểu như vậy, thì có cái sự khác biệt nào giữa mình và ngài Sát Lợi Phất hả? Cái chuyện như vậy mà bắt buộc phải thấy thôi. Các vị mà lật cái trong mấy cái quyển, cái bộ kinh mà ngày hôm qua mà tôi giới thiệu đó, cái bộ mà Vô Ngại Giải Đạo ha, rồi cái bộ Đại Sĩ Minh và Tiểu Sĩ Minh đó, các vị mới thấy hết hồn. Thì ra những cái hiểu của mình về tính, về thí, về giới, về tàm, về quý đó, nó không là cái gì hết. Chỉ riêng cái chữ trí không đó, cái chữ trí mà trí nhân quả, cái trí tuệ quán đó,
Hả? Chỉ riêng cái trí tuệ quán đó làm mình hiểu được cái kiểu của mình là thấy được vậy, vô thường. Nói cái kiểu mà nó chỉ có mấy hàng giấy học sinh thôi thì chưa có đủ nha. Thì ra là Phật pháp mênh mông như vậy đó, mênh mông như vậy đó. Và tôi rất lấy làm tiếc là nếu mà cái căn số, cái căn số mà của Phật tử Nam Tông Việt Nam mà chưa có đến cái lúc mà hết, thì ước gì các cái vị tôn túc trong nước mà chú ý tập trung dùm bản thân mình dịch, còn không nó hỗ trợ dịch và hỗ trợ cái sự gọi là phát huy nghiên cứu các cái bộ kinh mà tôi cho là không có nhiều, đó là Vô Ngại Giải Đạo ha, rồi Đại Diễn Minh, tiểu Diễn Minh, rồi Chú Giải Pháp Tụ, Chú Giải Bộ Phân Tích, chỉ có năm cuốn này thôi. Mà có nghĩa là thay vì tổ chức Phật Đản rồi Vu Lan rồi Thượng Quân rồi Hạ Quân Đậm Viên Đậm Mười chi, thay vì cứ lâu lâu tổ chức một tháng tu học cùng nhau làm một cái việc thôi, đó là có một cuộc mà kêu là hội, cái từ trong nước là hội thảo cũng được, gọi là có một cái lớp tu học mà bàn sâu duyên sâu về mấy cái bộ sách này, tôi cho là lợi lạc là ghê lắm. Thành nó có một thời gian rất là dài, tôi coi thường Phật tử Việt Nam, tôi nghĩ rằng họ là chỉ có cái mê tín thôi. Ở đến chùa là vì cái một là vì tính hay là vì tình. Tính ở đây có nghĩa là tinh tinh xu, còn tình ở đây có nghĩa là cái sự mến thương riêng một vị thầy nào đó là tới, chứ còn không. Mà sau này tôi thấy cái nhóm Phật tử Hà Nội nhất là đã Việt Nam rồi tôi đã không tin rồi, mà thứ hai mà gặp cái dân Bắc đó tôi nghĩ mà đó chắc là họ vô thần, còn không nó là mê tín cực kỳ. Mà sau này tôi đọc tôi thấy cái nhóm Phật tử Theravada Hà Nội tôi thấy họ không đến nỗi tệ nha. Cho nên là tôi hy vọng là mình cũng còn có cái hy vọng là mình phát triển được Phật pháp nữa. Rồi thì tiếp theo là không mê, không đi đến hai lưỡi, các bạn biết rồi, hai lưỡi này có nghĩa là pê suy nhát, có nghĩa là cái chữ pê suy nhát này nó không có nghĩa nghèo, nó không có nghĩa nghèo là mình đâm thọc đầu này đầu kia, nhưng mà nó là cái sự phê phán về đời sống, cái này hay nè, cái kia dở, cái này ngọt, cái kia đắng nè. Có một cái cách nói nhị biên á, cách nói phân biệt, thì đó được gọi là hai lưỡi, phải nói rộng như vậy. Có nghĩa là lúc nói về lúc nói khác, cái này tôi thích nè, cái âm này tốt, bài kia tốt, cái này buồn nè, cái này vui nè. Thì cái cách nói đó cũng là một cách hai lưỡi nha, pê xuyên nhé. Rồi tiếp theo là không mê vật cả ái, cũng không có quá mạng, nhu hòa những ứng biện, không vọng tính, không tham. Cảm ơn cho tôi xin chú giải giùm, chứ tôi cứ liếc mắt liếc vào cái má rồi rồi tôi liếc qua má bên kia mệt quá. Ôi tôi nghi ngờ là sáng ra là mình giảng không xong rồi, giảng không xong rồi. Nếu mà không, nó có hai, mình có hai lựa chọn, một là giảng đại khái đó thì sẽ hết bài kinh này, còn hãy giảng kỹ thì không hết. Sa tí về số, sa tí về số, anasavi, tức là không có đam mê ở trong vật, trong những cái cảnh trần ngọt ngào, đúng cái này ok. Sam hồ tí, sanh hồ tỷ ba di pha na va tỷ ba di ya tỷ pru cha tỷ pha ni ni na sát thu này các vị chờ cho một chút. Đúng ra mình giảng mà mình không hề có cái breakfast, không có giải lao gì hết. Cho những lúc này là mình coi như mình đang giải lao rồi đó.
Tôi pha một bình trà mà tôi chưa có uống nữa. Ta phải để nguyên tắc. Ở đây rồi xong, đây có nhiều chuyện để nói lắm. Xa tí gì xuống, các vị có thấy cái chữ xa tí giá không? Xa, xa tí giá, rồi cái chữ gì nữa? Chữ xa tá, các vị có thấy không? Nó là ngọt. Đây là mình nhớ dùm nha, sẵn. Tôi báo trước, sẽ có người ta sẽ nếu mà cứ ngồi im mà nghe giảng ào 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 á, thì mình sẽ không có dịp mình học kỹ từng chữ, mà tôi muốn các vị có dịp học luôn chữ Pali. Thì chữ xanh hát ở đây có nghĩa là tế nhị mềm mỏng, xanh hát ở đây đó là tế nhị mềm mỏng nha. Còn cái trong bản, còn cái định nghĩa trong tiếng, trong bản tiếng Anh thì nó hay kỳ kỳ nha, không phải kỳ nhưng mà nghĩa chung nó là tế nhị mềm mỏng, tế nhị mềm xanh hát là tế nhị mềm mỏng. Chúng ta thấy cái chữ sa tá là ngọt, mà sa tí giá là nó là cũng là chữ đồng nghĩa, sa tí giê xuống là trong những cái gì ngọt ngào, trong những cái gì ngọt ngào của đời sống thì vị tỳ kheo nó mê, nó mê trong đó, không có mê thích trong đó, không mê thích trong cái ngọt ngào. Và đã vậy trong đời sống có cái sự mềm mỏng, là mềm mỏng là sao? Mềm mỏng là không có sự tác động của phiền não. Mình tham, mình thích, mình gọi là mình thích hoặc mình ghét thì nó thô. Còn mình bằng cái thiện tâm thì nó cái biết các vị còn nhớ chữ cú sa la không? Cú sa la cái là khéo, cú sa la cái là khéo, mà tạo như là chữ thiện, mà chữ thiện trong tiếng Hán nó cũng nghĩa là khéo. Chữ thiện này nó không hề có nghĩa gì mà liên hệ tới đạo đức hết nha. Một có thời gian rất là dài, chẳng hạn như mình bây giờ mình nói đi làm từ thiện, phước thiện, rồi lâu ngày mình cứ tưởng là chữ thiện nó là đạo đức. Thật ra chữ thiện nó nghĩa là khéo. Mà trong tiếng Việt Nam mà cái chữ lầm á, nó cũng có hai nghĩa. Chữ lầm nó cũng có nghĩa là không có độc, mà lầm nó cũng có nghĩa là khéo. Thì như lầm nghề, lành nghề nó từ tiếng Hán là thiện nghệ. Các vị có nghe chữ thiện nghệ không? Thiện nghệ là lầm nghề. Chữ lầm nó không phải chỉ có một nghĩa đâu. Rồi lầm nghĩa là không có độc. Như cái thịt của người này lầm, hoặc là cái món này nó cũng lầm chứ nó không có độc. Cho nên là cái chữ lầm ở đây nó cũng có hai nghĩa chứ không phải chỉ có một đâu. Lầm ở đây có nghĩa là không có rách, lầm có nghĩa là không có độc. Mà lầm đây có nghĩa là có đạo đức, hiền lầm đó, hoặc là ngon lầm. Mà lầm đây cũng nghĩa là khéo, như là lầm nghề. Mà theo các nhà ngôn ngữ học đó, thì cái chữ lầm ở đây đó nó là cùng một căn với chữ rầm. Mà rầm với là lầm đó là từ một căn. Ngày hôm qua biết tôi nói các vị còn nhớ không, chữ V và B, chữ AR và chữ L, biết các vị còn nhớ mấy cái chữ này không? Đừng có tưởng tôi nói lặng đề, mấy miếng này nó quan trọng lắm. Bởi vì khi mình học về chữ Pali là bắt buộc tiếng Việt Nam và ngôn ngữ học nó có những cái nó giống nhau. Chữ V và chữ B, chữ R với chữ L, nó có lúc nó giống nhau. Thì cái rầm hay là lầm, giống như là lầm nghề nó cũng là cái chữ lầm, nó chính là chữ rầm. Giống như tiếng Hán nó cũng là chữ lạc, tiếng Việt Nam mình có cái chữ lọt. Là tiếng Hán là cổ, Việt Nam mình là cũ, cái gốc đó là gần nhau. Cổ và cũ, lạc và lọt, lọt là rớt. Nó có nhiều cái mặt buồn phải biết. Thì ở đây cũng vậy, cái chữ tế nhị hay mềm mỏng ở đây là vì sao? Là vì sống bằng tâm thiện nha, sống bằng tâm thiện thì cái gì nó cũng mềm mỏng. Vì sao? Vì trong mình nhớ ở trong mấy cái tâm sở nó có cái gì, nó có cái chánh thanh chánh tâm, thuần thanh thuần tâm, thích thanh thích tâm
nhu thân nhu tâm. Nếu quý vị còn nhớ mấy cái cặp đó hay không, nhu thân nhu tâm, rồi cái thích nhu thích thuần chánh nha, thích rồi thuận rồi chánh nha, chính những tâm sở này nha, tạo ra sân hát. Sân hát là cái sự mềm mỏng. Ok rồi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Wow, ở đây có cuốn này ghê luôn, tuyệt vời. Rồi tiếp theo, bát tí phàn á, bát tí phàn á ở đây có nghĩa là cái sự lưu loát nha. Bát tí phàn á là sự lưu loát, bát tí phàn á là sự lưu loát. Lưu loát. Ngài Minh Châu này dịch là, Ngài Minh Châu này dịch là ứng biện. Có nghĩa trong đây giải thích là sao? Lưu loát ở đây có nghĩa là Pariyatti Paripuccha Thigamana Patipaneti, có nghĩa là giỏi, giỏi pháp học, rồi thường xuyên tham vấn, rồi có chứng ngộ. Ba cái ha, ba cái mà làm cho mình có được cái sự mà lưu loát. Một là pariyatti tức là đa văn. Rồi thứ hai nữa là paripuccha. Paripuccha có nghĩa là thường thường tham vấn. Rồi cái thứ ba là adhigama, có nghĩa là có chứng ngộ gì đó. Ba cái tạo nên khả năng lưu loát. Thì là dịch là ứng biện đó, tạo nên khả năng lưu loát. Có nghĩa là bản thân mình là tinh thông kinh điển, mình cũng là người lưu loát. Mà bản thân mình là người thường xuyên tham vấn thì cũng là người lưu loát. Rồi cái thứ ba đó là có một sự chứng ngộ nào đó, ví dụ như mình chứng tuệ phân tích chẳng hạn. Cả thiết gà mát ở đây nè, cả thiết gà mát này là sự chứng ngộ ha. Có chứng ngộ gì đó, cái chữ gì đó này quý vị tự hiểu nha. Ví dụ như mình làm một mình dốt cỡ nào dốt, nhưng mà khi mình đắc tu đồ quần là có thể tự nhiên ai hỏi về thiền quán đó, thì mình phải trả lời. Dĩ nhiên không hẳn là mình trở thành một pháp sư, một giảng sư giỏi đâu, chưa hẳn đâu nha. Nhưng mà ít ra mình làm tự tu đồ quần mà ta hỏi về thiền chỉ, hỏi về thiền quán, hỏi về niệm xứ, hỏi về thiền não, mình có một cái khả năng nhất định, chứ không phải là mù mình bị cái mình đang có mặt trong đó mà để gọi là thiền mắt. Rồi cái tiếp theo nữa đó là sắc thô, đó là không. Thầy Minh Châu dịch là chi hè, ngày dịch là không vọng tính, có nghĩa là không có tính bừa, xa măng. Cái đây gọi là xa măng sắp đã hạt tỷ, nghĩa là tính bừa, không có tính bừa cũng bất cứ ai, tức là cái tính bừa nghĩa là tôi nghe nói ông Tư, bà Tám, ông thầy nước lạnh nước sôi gì đó là cái tôi tin theo thì không có được.
đang có, mà vị đó phải là samdhitiko na kassacchi sambhavati, có nghĩa là không có tin bừa bãi hết. Na virajjati tikkhaya, có nghĩa là không có bị ái nhiễm. Đức Phật dạy là cái tâm mà nó bị tham ái đó, nó giống như nước mà bị người ta bỏ màu vậy đó. Cái vị nào mà học, cái nếu mình biết chữ Pali cái chỗ này nó rất là thú vị. Cái chữ tham ái trong Pali nó có nhiều từ lắm. Thứ nhất là cái chữ sneha. Cái chữ sneha này nó có nghĩa là phù sa hay là màu mỡ trong đất hay nước. Biết nói thì các vị hiểu không? Ở trong đất thì mình gọi là phù sa. Phù là nổi mà sa là cát, nó lẫn cận đó. À, trong nước thì nó có cái chất phù sa, còn trong đất thì nó có cái sự màu mỡ. Mà cái sneha jati nó có nghĩa là cái sự thích thú trong cái này cái kia. Cho nên cái chữ sneha nó có hai nghĩa. Nó có một là sự màu mỡ hay phù sa, mà cũng nghĩa là tham ái. Rồi chính nó làm màu mỡ cái cõi sanh tử, cái cõi trầm luân. Rồi thứ hai nữa là chữ tâm ha. Chữ tâm ha này nghĩa đen nó là sự khát nước, cho nên mới dịch là khát ái nha, phải nhớ cái này. Rồi tới chữ ra gác. Chữ ra gác thường cũng dịch là ái, nhưng nó là dịch là ái nhiễm. Là bởi vì sao? Vì nhiễm có nghĩa là nhuộm đó. Mà nhuộm ở đây từ cái tiếng Pali là rajjati. À, rajjati là nhuộm đấy. Rajjati là nhuộm. Cho nên ở đây mình mới thấy ở đây có một cái chữ đó là không tham, không vọng tính không tham. Thì chữ tham ở đây đâu? Chữ tham mất tiêu rồi, chữ tham mất tiêu rồi, chữ tham mất tiêu rồi. Chữ virajjati nghĩa là nhuộm đây. Đúng rồi. Na virajjati vikhaya rajasa virajjata idani na virajjati, có nghĩa là do ái tận cho nên cái tâm vị đó không có bị nhuộm màu nữa. Do ái tận mà khai dài cái đài gác á, khai dài đài gác á là do ái tận, do cái ái đó chấm dứt cho nên cái tâm vị nó không có bị nhuộm màu nữa. Cái đó chỉ tí không có tiếp tục bị nhuộm màu, nhớ nha. Tâm ha là khát ái, bởi vì cái nghĩa đen của chữ tâm ha nghĩa là sự khát nước. Còn rai gác thì nó là gì? Là ái nhiễm, là bởi vì nhiều dưới rai gác này từ chữ đó chỉ là nhuộm. Nhiễm là nhuộm, nhớ nha. Vậy đó, đây là mình học, vừa học pháp và vừa học chữ là vậy đó. Mà đặc biệt lắm, các vị biết trong toán là có cái pháp nó còn có luật lũy tiến. Lũy tiến nghĩa là các thứ, mọi thứ được phát triển theo cái cấp số nhân, cấp số cộng, cấp số nhân. Thì ở đây nếu mà mình biết được một cái này á, cái A mà cộng cái B nó sẽ tạo ra cái C, mà cái A mà cộng với cái C nó sẽ ra cái F, mà cái S mà cộng với cái C nó sẽ ra cái M, N. Cứ như vậy mình đi đến vô tận. Là cứ cả cộng vô càng nhiều còn tốt. Nếu mà cái lớp học này kéo dài trong suốt một thời gian khoảng 3 năm thôi, thì các vị sẽ có một cái lượng từ vựng rất lớn. Tôi nghĩ như vậy. Một lượng từ vựng rất lớn. Tức là mình vừa học pháp và vừa học chữ. Vừa học pháp vừa học chữ. Ok. Tiếp theo là thường trú, không tu tập vì lợi, không được lợi, không sân, không bị ái kích thích, không đam mê các vị. Các vị. Avirutto tad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 
Rồi ở đây đó
ở ngày Minh Châu nghĩa là không tu tập vì lợi, nhưng mà ở trong 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 gì đó, trong chú giải giải thích, chú giải giải thích là phát cầm già nó xích thịt tí, ở đây có nghĩa là không có nghiên cứu tam tạng bằng cái lòng cầu lộc, bằng cái lòng mưu lợi. Nghiên cứu tam tạng không có bằng cứ vì không có được là lòng không có phiền. Học thì không có là vì lòng mưu lợi, nhưng mà khi không được gì thì cũng không có phiền. Rồi khi không được gì thì cũng không có phiền. Avirudho cho tâm hai giác không có bị tha mái nó tác động, rồi sao nữa? Rassi nhẹ, không có bị bất cứ một cái chưa rất xa là vị, nhẹ rất xa là vị. Ở đây thì nói cho mình biết rằng là không có bị không có thưởng thức cái gì ở đời này mà bằng lòng tham ái. Rassi ở đây các vị biết cái trong Bali nó có một cái chữ là chữ ghê thật, cái chữ này nè nó cũng là tham ái, chỉ cho tham ái nha, ghê đá nó từ chữ cái chặt tí, mà mình có thấy cái chữ gọi là na nó với chặt tí ở đây không? Đấy, thì cái chữ Vichati này nó mới tạo ra cái chữ Giê-đà-hát. Theo tôi biết đó, thì trên thế giới, theo tôi biết, tôi nhấn mạnh là theo bằng bằng ba chữ là theo tôi biết, thì trên thế giới chỉ có thấy, theo tôi biết thì tiếng Pháp là có tiếng Đức, cái tiếng Bali thì nó có trường hợp rất là lạ, đó là cái sự biến thể của một từ nó dẫn đến một cái hình thức biệt mù sơn giả, mất tiêu không còn gì hết. Ví dụ như trong Bali mình có cái chữ caro ký, nó từ cái động kiện, nó từ cái chữ căn là ca, ca là làm, nó tạo ra cái đầu tiên mình thấy con người đã đỡ, nhưng mà nó dẫn nó cái chữ ca xí là sẽ làm, chữ ca xí là sẽ làm, ca xí nó tương đương với là charisti đó, thì cái đó nó biến dạng mất tiêu luôn, từ từ những cái chất lý mình lên đến cái chữ ghê đá là quá xa, cho hợp nó quá xa ghê. Cảm ơn thị trân rất là nhiều. Chữ ghê đá này này nó từ chữ ghê chất tí, đúng rồi. Tiếp theo là mình học một chữ nữa, đó là không đam mê các vị, có nghĩa là không có thưởng thức trần cảnh, không có thưởng, đó là trần cảnh mình chỉ biết chứ mình không có thưởng thức, hoặc là không bị nó đọa đày, không thưởng thức trần cảnh. Thường trú xả chánh niệm, ở đời không nghĩ mình bằng hay thua người, vậy không bồng bột. Upekkhekko sadasato nalokemanyate samang nát vi xê xì đến đi chì vô tác sơ nô sạm được sa đà. Ok, các cô ở đây đó thì trong chú giải nó giải thích là cha lăng gu bê kha,
Có nghĩa là Chalang Upekha, có nghĩa là sáu sáu cái sáu cái xả đó, tức là cái mắt khắc mắt. Mình học Atidàm á thì mình thấy đó là, mình học Atidàm mình thấy đó là bản thân cái tâm nhãn thức của nó là thọ xả, đúng. Nhưng mà nếu nói về tạng kinh ấy, nếu mà nói về tạng kinh ấy, nếu mà nó đến mình nói về tạng kinh á, thì cái tôi nhớ là bên Atidàm á thì nói một cách rốt ráo đó, thì cái tâm nhãn thức nhĩ thức ngũ sổ thức nói chung thì nó đều trừ ra cái thứ năm á, là nó còn sẽ lạc cái thọ khổ thôi. Còn bốn cái sổ thức đầu á thì nó là thọ bắt buộc, nó phải thọ xả à. Nhưng mà khi mà nói về tạng kinh á thì lại khác. Bên tạng kinh nó trú xả này có nghĩa là sau khi thấy rồi tâm không có tham không có ưu thì gọi là chú xả. Có thể nghe kịp không? Không có tham không có ưu thì gọi là chú xả, chứ còn ở đây không có phải xả thì mình hiểu theo cái nghĩa của bên tạng thì đàm được. Không hiểu cái nghĩa thì đàm được. Còn cái sato ở đây đó, chú xả ở đây có nghĩa là cái sato đây có nghĩa là an trú ở trong tứ niệm xứ. Sato đây là niệm ha. Rồi cái gì nữa, ở đời không nghĩ mình bằng hay thua người, có nghĩa là sống không có so sánh. Sống không so sánh bản thân mình nên mình, tôi nhắc lại, bản thân mình chỉ nhìn mình thôi là đã là đuối rồi. Mình nhìn mình không đó, mình quan sát mình không là đã không có thời gian rồi, thì còn có thời gian đâu, còn hơi sức đâu để mà so ra, để mà so là mình thua ai, mình bằng ai. Thí dụ như bây giờ mình tưởng tượng đi, mình còn là còn trẻ độc thân, mình còn phấn son giày dép áo quần nữ trang, mình còn so mình với bè bạn con lan con hương con cúc con đào con yến. Chứ thử bây giờ mình về mình có một lúc mà bốn đứa con nheo nhóc hả, đứa đẻ năm một, đứa này lớn đứa kia 1 tuổi mà có là giật gấu vá vai kiếm ăn từng bữa, quần này ống thấp ống cao hôi phèn khét nắng tần tảo một nắng hai sương, thì lúc đó mà hơi sức đâu mà đi so con lan yến con hường con cúc. Cái đó là cái thời mình còn con gái kìa nghe, chứ còn thời bây giờ mình đã bốn con mình thứ mà đẻ năm một mà chạy ăn từng bữa, lo làm sáng lo trưa làm trưa lo chiều, thì hành giả tứ niệm xứ cũng y chang như vậy đó. Hành giả tứ niệm xứ y chang như vậy, có nghĩa là nội mà để chỉ riêng cái chuyện mà mình để ý cái danh cái sắc của mình nó ra làm sao, mình đang buồn vui thì ngát nó ra làm sao, hơi thở vào ra nó ra làm sao, bốn uẩn nghi mình nó đang ra làm sao, chỉ cái chuyện đó thôi là hành giả đã không còn cái hơi sức nào, không còn cái thời gian nào để mà làm cái chuyện vậy mà hơn so sánh với mình với người khác nữa, mà giống như gái đã có chồng rồi vậy đó. Rồi tiếp theo là không y chỉ một ai, biết pháp không y chỉ vị ấy, không có ái đối với hữu phi hữu. Thì cái y chỉ ở đây có nghĩa là cái sự nương gá, chữ nissa nissa ám chỉ cho ái và kiến nha, ái và kiến. Rồi cái gì nữa, biết pháp thì không y chỉ, có nghĩa là cái chữ y chỉ ở đây đó nghĩa là sự nương gá. Mà biết pháp ở đây đó, chữ biết pháp ở đây có nghĩa là biết, biết pháp ở đây là cái gì, là hiểu được khía cạnh hay bản chất tam tướng của danh sắc. Nha, đây trong đây người ta có định nghĩa này, y chỉ ở đây đó là chỉ cho sự nương tựa vào ái ái kiến. Rồi cái gì nữa, biết pháp ở đây có nghĩa là biết được cái khía cạnh hay là cái bản chất của
bằng cái tam tướng của danh sắc nha, Chanitva. Sướng quá, bây giờ mình học có chú giải ngon quá đó. Cái chỗ nương, chỗ y kèm bên trong vậy là ý chỉ đó. Chỗ ý chỉ ở đây có nghĩa là thì cái sự nương gá vào mình sống, mình phải dựa vào ái và kiến. Rồi cái người biết pháp thì không có phải nương gá, biết pháp đây cái là biết cái tâm tướng ha. Rồi tiếp theo là Vahava Vipava Yaya Yawa Tanha Yasa Nakuchati. Có nghĩa là không có cái niệm, không có cái tham ái. Đây vậy đây là giải thích thêm thôi. Cái pháo quá cái pháo quá này là chỉ cho thường kiến và đoạn kiến ha, thường kiến và đoạn kiến. Cái sasata đó là thường kiến, ucheda đó là đoạn kiến, có nghĩa là không có thích thú trong hữu và phi hữu. Đây có nghĩa là không có tiếp tục thích bằng cái quan điểm thường kiến hay là đoạn kiến nữa. Cái chữ này phải hiểu như vậy là mới ghi chú giùm cái đó nha. Ngày Minh Châu dịch là vì ấy không có ái đối với hữu phi hữu đó. Thì ở đây là mới ghi tôi cái ghi chú là không còn tiếp tục thích thú trong các pháp từ cái quan điểm thường kiến hay đoạn kiến nữa. Thì chỗ này phải hiểu như vậy. Rồi cho tôi xin cái đoạn tiếp theo đi. Cho tôi xin cái đoạn tiếp theo. Cái chữ Atari ở đây đó là chữ chừng mực. Ta gọi tức là sau khi ngài mô tả xong rồi đó, ngài mô tả cái người đó xong rồi đó, ngài mới nói thế này là ta gọi vị an tịnh không mong cầu các dục, vị ấy không truyền phược vượt khỏi các tham trước. Cái chữ Atari này đó, Atari so chữ hai chữ này đồng nghĩa. Atari ở đây có nghĩa là cái chữ tari đây nó từ cái căn là tarati. Tarati là pass, là vượt qua, nó là vượt qua. Mà đi qua bên kia, đi qua bên kia. Rồi mình giải thích thế này là
biển á, sóng biển nó không có bao giờ mà nó đi, nó làm dầu biển nó lớn cái mấy, nó sâu cái mấy, nước nó nhiều cái mấy, nó sóng mạnh cái mấy, nó cũng không bao giờ mà nó tràn bờ hết á. À, thì trường hợp đó gọi là Atari. Thì ở đây cái vị mà sống đúng theo cái những gì mà đã được mô tả nãy giờ là vị luôn luôn sống ở chừng mực, đại khái vậy đấy, vị luôn luôn sống ở chừng mực. À, ta gọi vị an tịnh không mong cầu cầu các chủ, cái gọi cái câu mà 8 5 7 thì dễ hiểu thôi. Cái đối với một cái con người như vậy đó, đối với một con người như vậy đó thì sống không có còn thích thú trong cái này cái kia, trong cái cảnh nữa, vậy thôi. Rồi tiếp theo đó là 8 5 8, vị ấy không con cái, thú vật ruộng đất đai không có gì nắm lấy, là ta là không ta. Rồi bây giờ cho tôi xin cái câu Pali đó, câu sớ giải đó, câu sớ giải đi, câu sớ giải thì vị ấy không con cái. Đấy rồi, cái chữ con cái ở đây mình thấy nó có cái chữ gọi là, được rồi, cái chữ con cái ở đây nó gồm có cái máy này, con nó có nhiều hạng, có nhiều loại con. À, một là Acharya Buddha, viết giùm tôi đi, Acharya Buddha là con do mình sanh. Rồi thứ hai là Nidaka Buddha là con mình sinh hoặc của người ta cho mình. Đinh Đức Cát nghĩa là con của mình sinh người ta hoặc là hoặc của người ta tự đem cho mình. Rồi cái thứ ba nữa đó là Antivasika Buddha, có nghĩa là học trò hay là đệ tử của mình cũng là con. Rồi cái trường hợp thứ tư đó là khét thật chắc, là trên cõi trời đó, hễ mà cái vị nào mà xuất hiện ở trong cái khu vực của mình ấy, trong cái phạm vi mà lãnh thổ của mình ấy, chung quanh cái lâu đài cung điện của mình ấy, thì được gọi là cũng là con, có nghĩa là nó sinh ra trong cái vùng đất, trong cái miếng đất của mình, trong cái khu vực, trong cái khu vực sở hữu. Thứ tư đó là xuất hiện trong cái khu vực sở hữu thì cái lãnh thổ thì nghe nó hơi cao siêu quá, nó lớn quá, xuất hiện trong cái khu vực sở hữu của mình, cái ta chắc đó là một cách. Rồi trong đây mình giải thích thêm nữa đó, đó là nó con có nhiều loại. A và cha taputta là con của cha mẹ. Rồi cái Anu cha ta bút ta là con bằng cha mẹ, con bằng cha mẹ. Rồi cái nữa đó là a hi cha ta bút ta là con hơn cha mẹ. Thì ở đây mình thấy có rất là nhiều, nghe nó có rất là nhiều. Rồi cảm ơn rất là nhiều nha, nhiều cảm ơn thiện nhân. Tức là con ở đây nó gồm có nhiều loại như vậy, nhưng mà trong chỗ này đó thì là mình thấy con là do mình sanh nè, con do người ta cho nè, rồi học trò đệ tử nè, rồi cái vị mà xuất hiện trong cái khu vực sở hữu của mình, đúng. Thì tại sao ở đây tôi dừng lại chỗ này tôi giảng nhiều là bởi vì mình phải thấy rằng cái lòng mà dính mắc trong đệ tử nó cũng không có tốt. Đã, nó có cái chuyện đó chứ không phải không.
mình coi kinh là mình phải đọc giữa hai hàng chữ là chỗ đó, chứ phải mình học một điều không, có nghĩa là ở đây là na ta sa bút ta ta sa vô kết tăng quá thu nhé với chật tí áp ta qua cái đó ta qua mắt ta sinh của la phật tí, vì đó không có cái lòng sở hữu con cái gia súc nhé, ruộng đất nhà cửa, không có cái gì mà cái là không có cái sống không trong cái khái niệm tôi và tôi của tôi, của tôi và của người khác là không, không có sống không có, không có lòng mà ham thích sở hữu như vậy đó. Nên thì như vậy thì dầu đó là học trò, dầu đệ tử, dầu là con em mình là cái gì đi nữa thì để mình nặng lòng những khổ thôi, chỉ cái đoạn là như vậy. Rồi tiếp theo là phàm phu có buộc tội hoặc sa môn phạm chí, vì ấy không quan tâm trong lời nói cộng đồng. Tu căn ta sa parak uparak pasama vode sunyati. Cái câu tiếp theo này cũng không có gì khó hiểu. Cái câu câu 8:39 này nó không có gì khó hiểu. Có nghĩa là dầu cho mà cái tiếng đời, cái dư luận, những cái dị nghị mà nó có ra làm sao đi nữa, nhưng nó có ra làm sao đi nữa thì ninda và chân ni xuống đã cầm mặt tí, ninda và chân ni xuống là cái lời khen tiếng chê nha, là cũng là không có làm gì đó rung động. Giống như trong kinh Pháp Cú có một câu đó là ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Đó là chỗ đó đó, gọi là ninna và chân ni xuống nó cầm bạch trí là chỗ đó. Ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay, không làm chao động đôi mày trí nhân. Mà trong kinh còn có một câu rất là hay, đó là nắp thí lô kề á ninh đi tù, không ai trên đời này mà không bị người khác phê bình. Nắp thí lô kề ninh đi tù, không ai trên đời này không bị người khác phê bình, ngay cả Đức Phật là bậc tối tôn, bậc tối thánh, bậc tối thánh tôn mà coi như là tất cả đức lành nào ngài cũng có, ai ngài cũng thương và cái gì ngài cũng biết. Vậy đó mà coi như là đủ thứ cái lời dè biểu xúc xịt, bình phẩm phê phán đủ điều. Hôm nay trên internet tôi đọc rất là nhiều những bài viết bên Thiên Chúa Giáo mà họ viết về Đức Phật ấy, họ viết tang thương lắm, họ nhìn về ngài vui lắm. Tôi như họ nói là ngài có một cái gia cảnh không có được bình thường, đó, tức là tuổi trẻ thì mồ côi mẹ sớm, mới 7 ngày vừa lọt lòng 7 ngày là mẹ mất, rồi sống với gọi là dì ghẻ, dù cái người đó là dì ruột cái nữa nhưng mà cũng là dì ghẻ, vừa là dì ruột mà cũng vừa là dì mẹ ghẻ luôn. Dì ruột có nghĩa là em của mẹ mình, đó là dì ruột, nhưng mà cũng là mẹ ghẻ, có nghĩa là bởi vì bà có con riêng, bà có đứa con ngày Nanda, cho nên Bồ Tát nó lớn lên, nó thái tử Thích Đạt lớn lên trong một cái bối cảnh không có bình thường. Cái là mẹ thì mày mất sớm, phải ở chung với cha, mà cha thì dĩ nhiên là ông vua thì bay bướm hào hoa, thêm cái bà gì đó làm gì làm với đàn bà mà lòng hẹp mà, rồi lớn lên thì coi như là buồn chán, rồi mới bỏ đi tu, rồi bị rất là nhiều cái tai nạn. Và thêm nữa là họ nói rằng ngài là một cái người mà sống ở trong một cái môi trường mà quá là nhung lụa đi, cho nên là cái nhìn của ngài về cuộc đời nó không có thực tế. Các vị tưởng tượng, tức là họ nói về Đức Phật giống như họ nói về họ vậy đó,
Đấy, hoàn toàn nó không có một cái gì mà gọi là khách quan của nó hết. Thì mình nghĩ là nó cái lô kia nên đi tô là chỗ đó đó. Có nghĩa là đến đời này cỡ nào đi nữa thì cũng bị chúng chửi tả tay hết. Cho nên cái người đúng là người tu đó, thì phải gồng. Mà nói tới đây tự nhiên tôi muốn quay trở lại cái điều tôi tâm đắc rồi. Hễ anh còn mê cái ngọt á, ha, thì tới cái đắng anh chịu không nổi. Anh mà còn bị cái lạc mà nó lung lay á, thì tới anh gặp cái khổ anh cũng chịu không nổi. Anh mà còn dục ái đó, thì cái sân của anh dứt khoát là nó còn đó. Và nếu tôi có con, tôi có học trò, tôi có đệ tử, tôi có cái người nào tôi thương nhất, tôi sẽ bắt người đó thuộc lòng cái cậu này. Tức là lạc ở đâu thì khổ nằm ngay đó. Và có chứng minh luôn, có chứng minh. Đó nghĩa là ở trong tứ thiền của thiền chỉ, bỏ được cái lạc là bỏ luôn cái khổ. Bỏ lạc, bỏ khổ, bỏ hơi thở nha. Rồi bên thiền quán, hễ mà giảm nhẹ dục ái đó thì giảm nhẹ sân. Sân là khổ rồi, bao nhiêu cái khổ, khổ tâm mình toàn là sân không à. Rồi tới hồi mình dứt được dục ái thì cũng dứt được cái sân. Và đó có câu, đây là một cái điều vô cùng quan trọng. Và nếu mình tu mấy chục năm mà mình dốt đặt mình biết gì hết, mà mình chỉ cần nhớ được cái đoạn này cũng đỡ. À, cứ nhớ là hãy còn mê lạc thì gặp khổ chịu không nổi, còn dính trong dục ái đó, thì dứt khoát sanh không thể nào né nổi. Mà hãy không có né được cái dục ái thì làm sao né được cái sanh, mà cái sanh mà nó không bỏ được thì coi như khổ triền miên. Đây là tôi cho là đấy là câu thần chú. Lạc ở đâu thì khổ ở đó, dục ái ở đâu thì sanh ở đó. Cứ nhớ mẹ sanh ở đâu thì khổ tan nát ở đó. Ừ, cái nhớ nhớ nhiều thôi. Ừ, vì ấy không con cái, không thú vật ruộng đất đất đai, hay không có gì nắm lấy là ta là của ta rồi. Rồi cái câu 859 là bị đời mà nó chửi như điên thì cũng tỉnh bơ, đó là câu 659. Rồi cái câu 6 từ 860 là cái câu 860 này mà không chú dạy tôi chết luôn. Tổng số 7 em. Vì ta ghi thô là ái tận. Vì ta ghi thô có nghĩa là vì ta ra gồm. Không có tham ái nữa. Amachari là không có. Cái bọn sẻ. Tôi xin nói đi nói lại 100.000 lần tôi vẫn nói. Đó là cái chữ không có bọn sẻ ở trong nghĩa mà rốt ráo sâu kinh hoàng lắm, chứ không phải là nó nghĩa nghèo. Mà nói không có bỏng sẻn cái này không có kẹo, không có bụng xỉn, à, không có keo kiết. Nói như vậy thì nó nghèo lắm. Mà phải nói không bỏng sẻn đây có nghĩa là không có cái lòng e ngại hay là khó chịu khi phải phải đem chia sẻ cái mình có cho người khác, dầu là về tinh thần hay vật chất. Phải hiểu như vậy đó. Chứ còn mình hiểu theo cái kiểu mình định nghĩa, một là bỏng sẻn là kẹo là chưa đủ, nó còn dễ sợ lắm. Có nghĩa là mình không muốn mình cắt được cái gì hết. Mình không à, để coi, bỏng sẻn là không muốn mình mất cái gì hết, và ganh tị là không muốn người khác được cái gì hết. Đấy, làm ơn nhớ rồi đó. Bỏng sẻn á, tức là sang tham á. Là không muốn mình mất cái gì, còn cái tật đố hay là ganh tị ấy, là không muốn người khác được cái gì. Đó là mọi người nhớ 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 thấy cái chữ được và chữ mất không? Thứ nhất là không muốn, cái bỏng sẻn là không muốn mình mất cái gì, và ganh tị là không muốn người khác được cái gì. À, vì rõ ràng trong đời sống thì mình thấy toàn là cái được và mất, khổ và lạc nó đi từng cặp vậy đó. Bỏng sẻn là không muốn mình mất cái gì. Nè, cái đó cái đời sống mình cứ sợ mình bị mất không à, sợ bị mất cái này, sợ mất cái kia. Mà cái sợ mất này nè, nó có cái gốc, nó là từ cái chỗ là mình còn thích sinh tử. Bởi vì phải nói rằng là
Ở trong kinh nó có một cái chữ gọi là cái chữ Út Sara, tức là chủ trương sinh tử, đó là kêu gọi luân hồi, là vậy đó. Út Thằng Sara là chủ trương sinh tử, kêu gọi luân hồi, nghĩa là nó có những cái học thuyết, có những cái quan điểm. Như có một cái ông triết gia nào tôi quên rồi, nhưng ông Huxley nói là dù sao thì tôi vẫn cứ yêu cái trần gian điên dại này. Còn Trịnh Công Sơn thì tôi là yêu, tôi là ai mà yêu quá cuộc đời này, là như vậy đó. Có nghĩa là dầu cho nó tan thương đến mức nào đi nữa, dầu cho nó tan thương đến mức nào đi nữa, thì họ thấy cái sự biến mất cái giữa cuộc đời này nó là một cái không thể chấp nhận được. Đó là cái gốc nó mới dẫn đến cái bọn sẻ. Cái bọn sẻ nó là sợ mình mất này, sợ mất cái kia. Cái nghĩa sâu là sợ mình mất cái sự hiện hữu của danh sắc, còn nghĩa gần là mình sẽ mất cái những cái vật sở hữu. Cho nên cái hiểu sâu như vậy thì cái bọn sẻ nó mới kinh hoàng. Nó là đứa con, bọn sẻ là đứa con của cái lòng, của cái lòng đam mê sinh tử. Lòng đam mê sinh tử nó là sợ mất cái sự hiện hữu, sợ vắng mặt, sẽ không còn tiếp tục có mặt trên đời này nữa. Rồi nó mới từ đó nó mới nảy ra cái thứ hai, cái sảy nó nảy cái ung á, tức là nó mới ra cái thứ hai đó, là sợ bị mất cái này mất cái kia mà mình đang đang làm chủ, đang sở hữu. Còn cái ganh tị đó là không muốn người khác đưa, không muốn người khác đưa cái này, đưa cái kia. Rồi na u se su na u se su na u se Na út xê xu thì có nghĩa, na út xê xu có đáp thê xu có nghĩa là tự đại. Tự đại, na út xê xu là tự đại, tức là đời sống này đó. Đây, na út xê xu có đáp thê mô ni mà na sa mê xu na ô mê xu cấp bằng ni ví là cấp ví vô. Cái câu kệ này nó hay vô cùng tận, có nghĩa là vị ảnh cái vị mà cái vị mô ni đây có nghĩa là gì. Mô ni đó là mô nề tí, mô nề tí là động từ. Cái động từ nó là mô mô nề tí là im, làm cho trở nên yên tĩnh. Động từ là mô nề tí, từ đó nó dẫn đến chữ mô ni, có nghĩa là cái bậc tịnh giả. Bậc tịnh giả, cái bậc tịnh giả. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là từ cái chữ Sắc Gia Mâu Ni. Sắc Gia Mâu Ni có nghĩa là cái bậc tịnh giả của dòng Thích Ca. Còn ngài Ananda thì là V, ngài Ananda gọi là VDH Mâu Ni, có nghĩa là cái bậc tịnh giả của cái xứ VDH. VDH là cái quê hương của ngài đó, quê hương của ngài đó là xứ VDH. Nên Đức Phật mình đó thì ngài gọi là được gọi là Sắc Gia Mâu Ni, còn ngài Ananda này gọi là VDH Mâu Ni. Chữ Mâu Ni tôi viết cũng sai nè, Mâu Ni, VDH Mâu Ni đó. Thì cái bậc tịnh giả là sao, là cái người phải ly tham nè, để rồi sao nữa, rồi là không có sang tham, có nghĩa là không có sợ mất cái gì vào tay người khác. Rồi na út xê xu na sa mê xu na ô mê xu qua đặt tiền, phải đó như vậy đó, có nghĩa là không có còn tiếp tục, không có còn. Rồi, cái thứ tư mới quan trọng, cấp tăng nê biết là cấp ví vô, không có còn cái biến kế sở chấp, không còn có cái sự biện biệt, không còn cái biến kế sở chấp, không còn có cái biện biệt, không còn có cái phân biệt rằng là ở đây trong trước mắt mình có ai hơn ai kém và ai thua. Cái chỗ nó hay, nó hay cái chỗ đó đó. Cấp tăng nghe cái cấp cái vô không có còn biện biệt nữa, không có còn biện biệt, không có còn cái biến kế sở chấp nữa, không có còn vọng chấp nữa. Cái chuyện mà không tiếp tục, để dịch gọn là bất tịnh giả vô, đây là ly ái bất
bất lạnh, ly ái rồi xả kỹ, xả kỹ. Cái chữ xả kỹ đó, amache, amache, amachari đó, amachari thì là xả kỹ. Rồi cái gì nữa? Không còn biện biệt, không còn biện biệt, không còn biện biệt. Biện cái gì? Hơn thua giữa ta với người nữa. Rồi cái câu cuối cùng nè, cái câu cuối cùng mà kinh sáng nay tôi mừng, có tôi giảng xong mười kinh thì tôi mừng. Sắc căn ở đây đó là của tôi nha, sở hữu, tư hữu. Cái sắc căn đây là tư hữu, cái đoạn cuối cùng là tư hữu. Sắc căn nó dịch là tư hữu nha. Rồi trong tiếng Pali là mây hăng, mây hăng là tư hữu. Không còn tư hữu nữa, không còn tư hữu nữa. Sát tăng. Cứ bị chờ cho một chút nha, cứ bị chờ cho một chút, cứ bị chờ cho một chút xíu thôi, một chút xíu thôi.
Ok, xong rồi. Cái chữ này nè, ở đây nên là Yassaloke sa căng nắp thí Aksata nachaso cho tí với cái vị với người nào ở đời này nè mà sống không có cái lòng sở hữu, lòng tư hữu Aksata nachaso cho tí, sống với cái tâm rỗng rang. Thì Aksata đây là rỗng rang, vì không biết tôi rỗng rang, biết các vị ở đây có ai biết có nghe chữ rỗng rang không? Cái từ cái chữ là xứ sát, là dính. Ồ, rỗng rang, cái căn sát là dính. Dính như keo, được gọi là sát. Rồi từ đó mới ra cái chuyện là sắp tá là chúng sinh đấy. Có chỗ người ta nghi ngờ từ cái sách rỗng rang. À bây giờ nó dễ lắm, ở đây tôi muốn hỏi thêm một chuyện nữa. Như anh Dương Tiêu là một, rỗng rang có nghĩa là nó giống như chỉ rỗng rang vậy đó, nó giống như vậy đó, nhưng mà rỗng rang là không có bận rộn. Còn rỗng rang ở đây có nghĩa là nó không có cái gì đó bên trong hết, nó là empty, nó là vacuum thì gọi là rỗng rang. Đúng đúng, rảnh rang là không có làm cái gì hay không có bận rộn, gọi là không có biết gì. Còn cái rỗng rang đây có nghĩa là nó empty. Quý vị dễ ẹt, quý vị bóc cái phone lên, quý vị gọi phone cho mấy thầy Bắc Tông, mà thầy nào quý vị thấy là có, quý vị tin là thầy nào có chữ nghĩa chút á. Bởi vì trong kinh Bắc Tông á, trong kinh Bắc Tông, kinh thì mấy cái bản dịch tiếng Việt của kinh Bắc Tông á, thì cái chữ rỗng rang là nó nhiều lắm, nó nhiều vô cùng, nó nhiều vô cùng. Mà tôi tin đông đông là chắc là Bắc Tông nhiều lắm á. À, cái móc cái phone gọi cho sư phụ của mình đi, sư phụ là Tăng hay là sư phụ Ni cũng cần biết, cứ gọi hỏi vậy chứ có con nghe cái chữ rỗng rang là cái gì, là tự nhiên người ta nói cho nghe ngay tức thì. Và tôi nhắc lại là kinh điển Bắc Tông và quý thầy Bắc Tông là xài cái chữ này lia lịa. Cũng giống như mình Nam Tông Việt Nam có một cái chữ mà nó nói kỳ cục lắm, người ta hỏi tôi khổ vô cùng, nó là cái chữ dễ vui. Ở ngoài đời là có cái chữ dễ vui mà tôi không biết từ đời kiếp nào mà nó lòi ra cái chữ dễ vui, cho nên bà con làm ơn tìm giùm tôi cái chữ đó nha. Mà trong Phật giáo Nam Tông mình á, Phật giáo Nam Tông Việt Nam á, thì có cái chữ dễ vui. À, chữ dễ vui mà tôi nhắc lại là tôi không biết là từ đâu mà có ra cái chữ này, chứ tôi chỉ biết Việt Nam có chữ dễ ngươi, ý nghĩa nó tương đương. Tôi nói là ý nghĩa tương đương nha. Chữ dễ ngươi, chữ ngươi có nghĩa là mình coi thường đó, là mình coi thường đó, mình nghĩ ô không có sao đâu, không có sao đâu, không có sao. Ừ. Thì ở đây trong đây bây giờ tôi trả lại bài kinh, nói cho nó xong cho tôi nghỉ cho nó khỏe, thằng già của tôi đó là cái chữ rỗng rang. Chữ rỗng rang đây là Asatát. Mà tại sao Asatta chắc nó xô chặt tí, thì ông đây mới nói thế này nè: Awit chắc mà nè đi Asatta, có nghĩa là không có gì hết. Khi không có gì hết thì không có khổ. Awit chắc mà nó Awit chắc mà nè đi nè Asatta, nghĩa là không có cái gì hết thì không có khổ. Rõ ra là vậy đó, không có tư hữu, không có sở hữu gì hết thì không có khổ. Awit chắc mà nó. Và quý vị sẽ hỏi tôi vậy chứ cái chữ của cha má na ná này nó xuất hiện ở đâu? Nó có chứ, có chứ. Bây giờ quý vị làm ơn nghe, ở đây làm ơn lấy giùm tôi chữ a quy cha ma nè, nữa nữa a quy cha ma nè, a quy cha ma nè. Quý vị có biết chữ này không? Ở trong tiếng Mỹ nó có chữ này nè. Kỳ lạ đi. Bây giờ làm ơn ai? Ai trong room này làm ơn mà vô internet tìm tôi chữ này mà viết có cái dấu dấu chữ bằng nhấp tí, chữ nhấp hai chân n, hai chân n mà ở trên có dấu ngã nha. Á quýt cho mà nó bằng nhấp tí.
Bởi vì trong trong cái chế định của A Di Đà Tam Tông có hai cái gọi là danh chế định và nghĩa chế định. Thì tôi không có dịch chữ chữ nghĩa mà tôi dịch là chữ vật. Bởi vì cái chữ Attha trong tiếng Pali nó nhiều nghĩa lắm. Chữ Attha nó có nghĩa là ý nghĩa, mà nó cũng có nghĩa là cái sự vật hay là đồ vật. Mà chữ Attha nó cũng có cái nghĩa là cái điểm kết thúc, the end, the end. Attha nghĩa là the end. Cho nên Attangata, Attangata nó có nghĩa là mặt trời. Mặt trời lặn. Attangata. Thì cái trong cái danh giới định, nghĩa định thì cái danh giới định đó, nó gồm có hai. Đó là Nama Panyati là danh giới định ha. Rồi cái Attha Panyati là tôi dịch là vật giới định. Nó hay hơn cái nghĩa giới định. Cái vật giới định là sao? Là thời gian, nó cũng là một thứ giới định. Xuân hạ thu đông sớm tối trễ muộn cũng là rồi vuông tròn dài ngắn cũng là vật chế định rồi ông A bà B cũng là vật chế định. Nói chung là hình thức chế định, thời gian chế định, không gian chế định, sự vật chế định có ba thứ. Phương tôi dịch là phương vị đó, phương vị chế định rồi thời gian chế định, phương vị rồi thời khắc chế định, rồi cái hình thể chế định và vật thể chế định. Còn cái vật chế định ở đây đó. Rồi đúng rồi, cảm ơn, rất là phải nhìn những cái tay này giỏi thiệt chứ, nói là có liền, hay quá. Đúng, quý cha ma nó bành nhá tí ngài tịnh sự người dịch là danh chơn chế định. Đây, rồi quý cha ma nó bành nhá tí là phi danh chơn chế định. Danh chơn là sao? Danh chơn chế định có nghĩa là, danh chơn chế định có nghĩa là cái từ ngữ gọi cho cái có thật trong chân đế. Nếu mà ai chưa biết thì làm ơn ghi là dùm cái này. Danh chân chế định nghĩa là cái từ ngữ gọi cái có thật trong cái pháp chân đế. Thí dụ như nó là tâm thiện, tâm thiền, hay là sắc nam tính, sắc nữ tính. Tức là nói những cái từ ngữ mà gọi cho những cái mà có thật trong ý nghĩa rốt ráo. Còn cái phi danh chân là Awichama nó bằng nhắc tí là tên gọi cho những thứ mà giả định trong chúng sanh phàm phu. Ví dụ như nó chiếc xe, con dao, cái tô, chiếc lá, hay là sợi chỉ, cây kim, thì những cái đó là vốn không có thật ở trong cái thế giới chân đế rốt ráo nha. Là đệ nhất tất đàn thì không có. Thì trường hợp đó nó được gọi là phi danh chân chế định. Awichama nó phải nhắc tí tức là cái không có thật. Awichama nó non exist. Rồi ok, thì cái người mình nào mà sống ở đời này không có cái ý niệm, không có cái ý niệm, không có ý niệm sở hữu và lòng dạ rỗng rang không sầu muộn thì sao? Tham mi xuống nó chả gắt chặt tí sạ san tô tu quá chặt tí, thì cái vị đó đã được xem là cái bậc tịnh giả, bậc tịnh lạc. Bậc tịnh giả, bậc tịnh lạc. Cái chuyện mà không đi đến các pháp đó, cái gọi là không đi đến các pháp ở trong đây cái tiếng Pali kia là cái gì? Là tham mê xuống nó chả gắt chặt tí tí. Tham mê xuống nó gây chặt tí là không đi đến các pháp. Ở đây ám chỉ cho cái chuyện là không có cái lòng mong muốn bất cứ thứ gì. Đó, cái chữ mà không đi đến các pháp nó có nghĩa là không có lòng mong muốn bất cứ cái gì. Thì cái người đó được gọi là cái bậc tịnh giả. Rồi xong, chúng ta đã học xong cái bài kinh. Bài kinh Pura Phi đó, ngày Minh Châu dịch là trước khi hủy hoại. Nhưng mà rõ ràng là chú giải người ta đã nói đó rồi. Pura Sarira Phi Đà Cát Tát Bằng. Tức là trước khi mà cái thân xác này nó bị tiêu mất,
tan rã rõ ràng như vậy. Cho nên cái kinh này tôi dịch là kinh tử sàng, là kinh dừng chết, hay là kinh cận tử, hay là kinh tư lương. Tư lương có nghĩa là những thứ mà mình phải đem đi theo trên đường đi, đó là tư lương. Mà người Việt bây giờ thì không còn để ý những chữ này nữa nha. Chữ tư lương là cái đồ thức ăn mà mình đem theo trên đường đó, cái hành lý hành trang là tư lương. Như vậy là cái chữ cú ra phê đó sụp tại mình, như là kinh cận tử, hay là kinh tử sàng, tức là kinh dừng chết đó, hay là kinh tư lương. Nó hợp lý hơn và nghe nó không có kỳ bằng cái kinh trước khi quỷ hoại nghe ngộ á. Ok, đây là cái bài kinh mà trong chú giải nói là dành cho cái người ngộ tánh. À, cái người ngộ tánh. Và chúng ta cũng biết rồi, chúng ta cũng biết rằng là trong mấy cái cơ tánh, mấy cái cơ tánh của thứ tâm lý đó, thì cái đề mục niệm sự chết đó, nó rất là hợp. Đề mục tứ đại ha. Rồi cái đề mục niệm chết ha. Thích hợp cho người nhiều trí. Và cái người nhiều trí á, những người mình trí nhiều á, thì họ hợp với cái đề mục này. Mình muốn niệm cái đề mục bốn đại. Rồi đề mục niệm chết, có nghĩa là cái rốt ráo nhất của người niệm trí là họ thích niệm chết. Thì nhiều lắm, có nhiều đề mục. Bây giờ là xong rồi, xong buổi giảng sáng nay. Và trên tôi sáng nay có một điều đặc biệt, đó là mây xám dâng ngang, nó thổi ngang cửa sổ kìa. Cảm ơn các vị, xin hẹn gặp mọi người ngày mai. Ngày mai mình sẽ trở lại kinh tương ứng bộ kinh. Dạ, ngày mai trở lại từ bộ kinh, mình kinh đại hội đó. Mình kinh đại hội đã học xong rồi, thì ngày mai mình sẽ học bài kinh tiếp theo. Tôi không nhớ nha, tôi không nhớ là kinh gì, tự quý vị tìm thấy nha. Rồi quý vị báo dùm. Cảm ơn. Dạ, xin đảnh lễ chư tôn đức các bạn.